Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Chương 1, vào nghề vớt xác một Tôi là Tạ Lan, năm nay 27 tuổi, sinh ra trong một làng nhỏ tên là thôn Bạch Vụ nằm cạnh sông Hoàng Hà. Trên tôi có người anh lớn hơn tôi một tuổi, đã kết hôn lập gia đình rồi. Nhà tôi nghèo, 10 năm trước cha tôi đã cho anh em tôi hai lựa chọn, một là kết hôn, hai là đi học. Tôi khi ấy nhiệt huyết tràn đầy, muốn kiên trì con đường học thức để thay đổi vận mệnh, còn âm thầm cười nhạo anh tôi không có tiền đồ, mấy cô gái trong thôn thì có gì tốt cơ chứ, nếu là đàn ông thì phải đi tới đỉnh cao của tiên phong để tìm bạch phú Mỹ cho mình mới phải. Quả thật sau này, nhờ vào tri thức mà vận mệnh của tôi đã thay đổi, lúc tôi còn nhỏ, đã có một thầy bói phán tôi có mắt đào hoa ngỏa tầm mi, duyên nữ nhân chưa đức thì năm 20 tuổi đã làm cha. Mà bây giờ tôi 27 vẫn một thân một mình, sống tại Quảng Đông đến nỗi mất cả liên lạc, dịp Tết cũng không còn mặt mũi trở về. Thật là một mô hình kiến thức thỏa đáng để thay đổi vận mệnh. Tết năm nay ba tôi đã gọi điện cố ý dặn dò tôi phải về quê đón Tết, nhìn tài khoản trong thẻ ngân hàng chỉ vỏn vẹn vài nghìn tệ, trong lòng tôi liền thở dài ngao ngán, cha mẹ đã già yếu có tuổi, dù có mất mặt đến mấy cũng phải quay về thăm họ thôi. Tôi về đến nhà là 20 tháng chạp, đến ngày thứ hai thì bạch lão quỷ ở làng bên tìm đến tận cửa với vẻ mặt u ám lạnh tanh. Bạch lão quỷ không phải lần đầu tiên đến tìm tôi, từ lúc học cấp 3 đã bắt đầu đánh chú ý lên người tôi, sau khi tốt nghiệp lão lại đến tìm tôi lần nữa khu vực của chúng tôi nằm ở giữa hạ lưu sông Hoàng Hà, lại là đầu nguồn thác dẫn nước, cho nên thường có xác chết trôi theo dòng nước từ thượng nguồn đổ xuống, bạch lão quỷ này chính là người vớt xác trong truyền thuyết đấy. Vớt xác có thể phát tài điều đó ai cũng biết, vớt một cái xác tính theo giá của thường dân thôi cũng khởi điểm 5.000 tệ, nếu mà câu được những vị khách quý trong thành phố thì giá phải hơn cả chục nghìn. Tuy là bây giờ xính lễ tại vùng quê cũng cao, nhưng nếu tôi mà theo lão làm vài năm, không sợ không có tiền cưới vợ, quan trọng là có ai dám gả không đã. Một cô gái xuất thân từ một gia đình tốt, ai mà nguyện ý đâm đầu vào một thằng vớt xác cơ chứ, chỉ đành cô độc cả đời thôi. Nhìn thấy lão ta cứ muốn đánh chủ ý lên người tôi là thấy tức, nếu như là vài năm trước nhất định tôi sẽ không để lão bước vào nhà đâu, nhưng hiện tại tôi người nghèo trí cụt, trong đầu chỉ có ý niệm muốn kiếm thật nhiều, cho nên tôi đã hỏi lão, các làng xóm trong vòng người giảm thiếu gì người muốn làm nghề vớt xác, tại sao lão cứ khăng khăng nhất định phải là tôi chớ. Người vớt xác là chén cơm được Hoàng Hà Đại Vương ban cho, không phải ai cũng có thể làm được đâu, cậu sinh ra vào buổi sớm mùng 9 tháng riêng. Theo niên sử cũ ghi chép thì chính là cửu long trị thủy, sinh ra là để làm nghề vớt xác. Ông phán đê, ông mới sinh ra là để vớt xác ấy, nguyên nhà ông cũng sinh ra để vớt xác. Tôi tức tối chửi lại, bạch lão quỷ bị tôi chửi như thế vẫn cười hề hề, không hề nổi giận tí nào. Thật ra thì, câu nói cửu long trị thủy này là rất đúng. Có câu nhiều rồng thì sẽ mưa không nổi, Người nào có số mệnh như vậy thì sẽ không bao giờ gặp tai họa thủy ách. Mà tôi không chỉ là cửu long trị thủy, còn là mạng thuần dương hiếm gặp, trời sinh ra tà linh đều không dám lại gần. Nghề vớt xác này tôi cũng có thể nói là có đủ tư cách để làm nhất, nhưng ai mà thèm chén cơm này cơ chứ? Trước đó thì tôi không thèm đếm xỉa đến, nhưng hiện tại tôi rất muốn kiếm tiền. Nhìn thấy mái tóc bạc phơ của cha mẹ, lại nghĩ đến bản thân mình lớn từng tuổi này vẫn phiêu giạt không làm ra thành tích gì, e rằng ở trong thôn họ cũng ngóc đầu không lên nổi. Những cô gái trong bản địa không ai chịu gả cho một người vớt xác, đợi đến lúc tôi có thật nhiều tiền thì kiếm đại cái nghề nào rồi đổi thôi, sợ gì không có người để cưới chứ. Bạch lão quỷ thấy tôi bị lay động, lại ép tôi vài ly rượu xuống bụng, tôi mượn ba phần say xỉn này chốt luôn việc một thể, bảo sau Tết tôi sẽ đến báo danh nhận việc. Vớt xác là một nghề cấm kỵ, ban đầu mẹ tôi không đồng ý, bảo cha tôi khuyên tôi đừng đi, nhưng cha tôi mở miệng được một nửa, rồi cả ngày chả nói được câu nào. Chuyện này thì tôi không trách họ được đi làm mấy năm tại Quảng Châu như tôi cuối cùng trong lòng chỉ có một bụng oán khí, kiếm được bao nhiêu thì xài hết bấy nhiêu, làm bao nhiêu chuyện ít nhiều gì cũng khiến cha tôi buồn lắm. Trong mắt ông bây giờ thà cho tôi đi theo bạch lão quỷ để vứt xác, còn đỡ hơn đi làm công ở Quảng Châu nhiều. Sau khi qua Tết cùng gia đình, hôm đó tôi liêu siêu bước đi giữa gió lạnh, chân đạp lên từng đống tuyết giá buốt để đến bờ đê. Hoàng hà một năm bốn mùa đều có lũ định kỳ, lúc bấy giờ mùa lũ lớn đã qua mà mùa lũ khi hoa đào nở vẫn còn sớm, đứng bên bờ đê nhìn nơi xa xăm của Hoàng Hà, nó ngoằn ngoèo giống hệt như một con lươn bị rút gân vậy. Người vớt xác không thể sống cùng với dân thường được, Bạch Lão Quỷ đã dựng một căn nhà nhỏ trên bờ đê, quanh năm sống trong ngôi nhà cổ đó, dù cho có thời gian rảnh rỗi cũng không ra ngoài. Tôi thì dậy trễ, đợi đến chỗ của Bạch Lão Quỷ thì đã là buổi trưa rồi. Từ xa tôi đã nhìn thấy một bóng dáng đứng bên cạnh cánh cửa bọc thép nhà của Bạch Lão Quỷ, đến gần hơn tí nữa thì phát hiện có một cô gái trẻ mặc bộ đồ đỏ cũng đứng cạnh đó không biết cô đã đứng ngoài cửa bao lâu rồi, trên áo còn dính lấm tấm những hạt tuyết. Dung mạo cô ấy rất đẹp, mũi cao môi mỏng khuôn mặt như họa, tôi chưa bao giờ gặp qua cô gái nào mặt mộc đẹp đến thế, nhất thời nhìn đến ngơ cả người. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, một chút cũng không ngại ngùng, chính là kiểu nhìn chằm chặp nóng bỏng vậy đấy. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng người bại trận chính là tôi. Cô đến để tìm bạch lão quỷ sao, tôi ngập ngừng hỏi cô ấy. Chương 2, vào nghề vớt xác hai, cô lắc đầu, đôi mắt to câu hồn đoạt xác đó vẫn nhìn chân chân về phía tôi tôi bị cô nhìn đến chịu không nổi nên đã xoay mình đi đến gõ cửa hay cuối cùng cậu cũng đến rồi vào đây vào nhà cho ấm sau cánh cửa là bạch lão quỷ đang nhiệt tình chào đón tôi tôi cũng có chút lạ bên ngoài đâu chỉ có mình tôi tại sao lão lại không chào hỏi cô ấy luôn chứ ai ngờ đâu tôi quay sang nhìn sau lưng tôi trống không chẳng còn một bóng người nữa chú bạch chú có nhìn thấy cô gái đó không vừa nãy cô ta đứng sau lưng cháu ấy tôi hoảng hốt vội vàng hỏi bạch lão quỷ cô gái chỗ này làm gì có cô gái nào đến tạ lan thằng nhóc nhà ngươi không lẽ thèm gái đến điên rồi sao nhìn vẻ mặt của bạch lão quỷ không giống như là giả vờ không lẽ vừa nãy mình hoa mắt thật sao tôi bắt đầu cúi xuống tìm dấu chân cô ta để lại tuyết vẫn chưa tan người đi rồi thì dấu chân chắc chắn còn sau đó điều khiến tôi hoảng loạn hơn là bên ngoài cửa ngoài dấu chân của đôi giày da bò thì chẳng còn để lại gì nữa tương tư gì đây chứ bạch lão quỷ thấy tôi cứ đứng chết chân không vào nên đã hối không phải đâu chú bạch vừa nãy cháu thấy một cô gái mặc bộ đồ đỏ đứng trước cửa nhà chú thật mà tạ lan à cháu đừng có dọa chú đó nha cơm có thể ăn bừa nhưng không được nói bừa nhé bây giờ đang là giữa trưa âm khí cực thịnh đó bạch lão quỷ trừng mắt nhìn tôi nói trong một ngày ma quỷ dễ dàng ra vào nhất trong hai giờ một là giờ tí hai là giờ ngọ giờ tí âm khí nặng nhất cái này chắc chắn ai cũng đã biết rồi mà đúng giờ ngọ tuy nói dương khí đạt đến đỉnh điểm nhưng bởi vì dương cực sinh âm ngược lại chính là thời điểm âm khí nặng nhất cho nên người ta hay nói giữa trưa không ra đường chính là sợ gặp phải ma quỷ theo về lời nói của bạch lão quỷ khiến trong lòng tôi gợn lên bao nhiêu hoài nghi nhưng tôi cũng không quá truy cứu sự việc này chỉ cười cười rồi theo lão vào nhà tôi đã có gan nhận việc vớt xác này thì phải chuẩn bị tốt tâm lý những khi mình vơ phải thứ dơ bẩn dù sao bát tự của mình cũng đủ cứng nếu như phạm phải dương kỵ, người xảy ra chuyện trước chính là bạch lão quỷ chứ không phải là mình đâu. Trong nhà của bạch lão quỷ có tổng cộng 3 gian phòng, căn phòng lớn là nhà bếp, một nhà kho và một phòng ngủ. Lúc này, trong nhà bếp đang đốt một lò than bằng thép, phía trên là vò rượu cao lương đặc sản bản địa, trên bàn đặt một con gà quay, cá hấp, đậu phộng đậu Hà Lan đồ các kiểu. Tôi chưa có ăn sáng, giờ này thật sự là đói lắm rồi. Nhìn đống đồ ăn trên bàn liền nhào tới chén không phanh, bắt đầu ăn uống chè chén tới bến. Một bên ăn uống, một bên Bạch lão quỷ tường thuật quy định và những điều cấm kỵ của người vớt xác. Vốn tôi chỉ nghĩ người vớt xác nhiều nhất cũng chỉ thử thách lá gan và khẩu vị của mỗi người thôi, bởi vì nhát gan không dám vớt, bụng yếu sẽ dễ nôn. Nghe Bạch lão quỷ nói xong, tôi mới biết chén cơm này không dễ nuốt rồi, đây cũng là một nghề mất mạng như chơi luôn. Xác ở sông Hoàng Hà có rất nhiều loại, nhưng thường gặp nhất chính là xác trôi nổi. Người sau khi chết tầm 3 đến 5 ngày thi thể sẽ tự động nổi lên mặt nước xác nam nằm sấp xác nữ nằm ngửa đây là định luật tự nhiên dựa theo cấu tạo sinh lý của nam nữ mà hình thành nếu như gặp phải xác nam nằm ngửa đưa mặt lên hoặc xác nữ nằm sấp mặt ở dưới nước loại xác này tuyệt đối không được vớt đây không còn là xác nữa mà nó là thi sát giải thích thi sát có nghĩa là giữa cương thi và quỷ hút máu nhập vào tạo thành hết giải thích thi sát là bởi vì trong thi thể vẫn còn oán khí chưa giải trừ nếu như vô tình vớt phải loại xác này thì phải minh oan cho người đã mất nếu không hoàn thành thì sẽ bị oán linh bám lấy ngoại trừ xác trôi nổi trong hoàng hà còn có một loại chính là xác đứng xác chết thẳng đứng trong nước ngẫu nhiên còn ló đầu lên loại xác này đa số đều là xác có chủ cũng chính là nói bị hà đồng hoặc khỉ nước nhìn chúng rồi giải thích hà đồng có nghĩa là trẻ con chết đuối khỉ nước là con lười trong truyền thuyết hết giải thích người vớt xác thông thường sẽ không bao giờ dám vớt xác đứng trừ phi đạo hạnh cao có thể đấu lại bọn nó tạ lan cháu cũng đừng sợ quá ta làm nghề này đã 20 năm, những thứ trong Hoàng Hà ngoại trừ Hoàng Hà nương nương thì ta đều đã từng gặp qua, khỉ nước cũng không biết triệt hết bao nhiêu con rồi. Thấy tôi nghe đến sắc mặt nghiêm nghị, bạch lão quỷ sợ tôi chưa làm đã muốn rút lui nên đã vội vàng hứa hẹn đủ kiểu, nhưng lão đâu biết tôi vừa nghe lão đề cập đến Hoàng Hà nương nương liền phấn khởi ngay lập tức. Khi tôi còn học cấp 2, có một bài văn tên là Tây Môn Báo, chính là nói về Hà Bá đón dâu, Hoàng Hà Nương Nương chính là đối tượng mà Hà Bá muốn đón về. Trong xã hội thời đó, người dân vì muốn hiến bái hoàng hà đại vương thường xuyên đem bò dê sống để hiến tế kinh khủng nhất chính là hiến tế luôn cả người sống chọn một cô nương khuê cát diện mạo phải ưa nhìn còn biết hát khúc dùng tấm vải đỏ khoác lên người quét một lớp dầu trầu rồi cho chìm xuống đáy sông hoàng hà nương nương tuy cũng là quỷ nhưng lại là một con quỷ diễm lệ hiếm có chưa cưới mà chết trong tâm còn sót lại những hối tiếc và uất hận cho nên những câu chuyện dân gian liên quan đến hoàng hà nương nương đa số đều có dính líu đến tình cảm trai gái Chú Bạch, bây giờ Hoàng Hà vẫn còn có Hoàng Hà nương nương sao? Tôi hỏi lão, thời nay, thế đạo biến thành Hoàng Hà Đại Vương chắc là không có nữa đâu, nhưng mà Hoàng Hà nương nương này là từ người sống bị bắt đi hiến tế, hàm oan mà thiên đạo không can thiệp, có thể là vẫn còn tồn tại. Vậy Hoàng Hà nương nương này phải nói sao đây, nếu lỡ gặp phải thì nên làm như nào? Yên tâm đi, chúng ta chả gặp được đâu, bạch ra tôi bốn đời vớt xác cũng chưa gặp qua Hoàng Hà nương nương nữa kia. Chuyện gì cũng đều có ngoại lệ mà, lỡ gặp phải thì biết làm sao. Tôi không cam tâm nên đã hỏi cho tới. Hê hê, nếu cậu mà gặp phải thì dễ thôi, liều mạng rút ngắn vài năm dương thọ cưới về là xong ngay. Ngoài việc không thể sinh con thì cái gì cũng có thể làm được, bao cậu số hưởng, diễm phúc bất tận xài không hết nha. Bạch lão quỷ nhe răng ra cười, toàn ăn nói linh tinh là giỏi. Chương 3, cô gái ngốc huệ hương một. Trước khi mùa lũ hoa đào nở đến, tôi cùng với Bạch lão quỷ đa phần thời gian đều ở trong nhà, lão kể rất nhiều chuyện cho tôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt thì mùa lũ đã đến, mực nước của sông Hoàng Hà bắt đầu tăng vọt, bạch lão quỷ cũng bắt đầu bận rộn sớm tối. Mấy năm nay bởi vì những nguyên nhân như hôn nhân, tình cảm, sự nghiệp, tai nạn trượt chân ngoài ý muốn, xác chết tại sông Hoàng Hà tăng dần theo năm tháng, thời gian bận nhất của bạch lão quỷ chính là một ngày lão vớt được bảy thi thể. Tại Hoàng Hà cũng không chỉ một mình bạch lão quỷ là người vớt xác, nhưng danh tiếng của lão rất lớn, bởi vì chỉ có lão là người dám vớt xác đứng. Lão nói triệt khỉ nước cũng không phải là bốc phét đâu nha, tôi đã từng nhìn thấy mấy tấm da khỉ nước được cất trong nhà kho của lão ấy. Có hôm chúng tôi nhận được điện thoại của dân làng, nói trong độ 10 thước có cô gái ngốc huệ hương chết đuối ở sông rồi, xác đã trôi giạt vào bãi lau sậy. Ngàn vạn lần không ngờ lần đầu tiên tôi tham dự vớt xác, lại chính là xác cô ấy. Tôi quen biết với người tên Huệ Hương này, thân thế của cô ta rất đáng thương, ba mẹ cô mất từ khi cô còn bé, sau khi lớn lên ra ngoài làm công bị người ta gạt cho lớn bụng, con chưa được sinh ra thì ngược lại bị di chứng tâm thần phải trở về quê. Ngày thường ở quê cô cứ lêu lỏng khắp nơi, gặp phải mấy thằng lưu manh vô lại, cho một ít đồ ăn vặt thì đã có thể dụ được cô ấy lột đồ. Mối này nếu như dính phải kiện tụng, chắc chắn sẽ không có thù lao, bởi vì Huệ Hương là cô nhi, đương nhiên sẽ không ai vì cô ấy bỏ tiền, mà bạch lão quỷ bên cạnh thì không có con cái, cho nên ông không xem trọng vấn đề tiền bạc, lo việc nghĩa không thể chảnh mảng thế là dứt luôn. Đợi đến khi chúng tôi tới nơi, Chúng tôi thấy một vài dân làng đứng thưa thớt trên bờ. Họ đều là những người già trong làng, nể mặt cố nhân nên đã ra mặt nhận xác nhập liệm cho Huệ Hương. Bạch Lão Quỷ cũng không nhiều lời, sau khi chào hỏi chủ sự liền nhanh chóng chèo thuyền tiến vào bãi lau sậy. Thuyền của người vớt xác chuyên dụng gọi là thuyền nát, nói thế chứ không phải nát lắm đâu, mà bởi vì nhân gian thường có câu, thuyền tốt độ người, thuyền nát độ hồn. Do là lần đầu đi vớt xác, tâm trạng tôi cũng có chút căng thẳng. Mặc dù lúc này trời sậy chỉ mới nhú lên, và bãi lau sẩy cũng không đến nỗi hoang tàn nhưng nhìn bãi sẩy cằn cỗi này thì ai cũng sẽ thấy lúng túng thôi theo sự chỉ dẫn của dân làng chúng tôi không tốn bao nhiêu thời gian thì đã tìm được xác của huệ hương rồi cái xác nằm ngay giữa đống cành lá khô héo tư thế nằm ngửa chân tay duỗi thẳng tóc đen xóa ra sau đầu nút áo trên người đều đã bị đứt lộ ra vùng ngực trắng phếu trắng đến lóa cả mắt trước đây tôi cứ nghĩ mỗi lần gặp xác chết đều là vẻ mặt u ám bẩn đến nỗi không thấy da thịt nhưng lần này cuối cùng được lau rửa sạch sẽ. Bởi vì phát hiện sớm, cái xác chưa bị ngấm nước, nhìn tựa như đang ngủ say, vô cùng bình thản. Tạ Lan, lần này cậu làm đi, Bạch Lão quỷ mồi điếu thuốc rồi nói. Không phải chứ, chú Bạch, tôi chỉ mới vào nghề còn không được tính là học việc nữa, có sao thì chú cũng làm thử cho tôi xem vài lần mới xuống nước được chớ. Tôi giật mình đáp lời, có đếch gì để thử chứ, cái thằng này, cậu chỉ cần dựa theo những gì tôi từng dạy cậu làm theo là được đều là đồng hương quen biết, chết bình thản như vậy cũng không gây ra chuyện ma quỷ gì đâu mà, sẵn luyện gan cho cậu luôn không phải tốt sao? vậy, được thôi, tôi nghĩ lại thấy cũng đúng, dù gì thì về sau sớm tối cũng phải tiếp xúc thân cận với xác chết, nhân cơ hội này sẵn luyện gan cho nó quen dần vậy. Công ty vớt xác thường sử dụng lưới đánh cá và lưới câu, nhưng người vớt xác thì lại không như thế. xác chết dưới nước vốn dĩ là trương phình dữ lắm, nếu tôi mà dùng móc sắt để vớt rồi xì chỗ này thủng chỗ kia nước linh láng vậy thì làm sao có mặt mũi đòi tiền cố chủ nữa chứ? Người vớt xác đều là ngâm mình dưới nước, trước tiên dùng vải trắng quấn xác, sau đó dùng dây thừng có thấm máu chó mực cột nguyên cái xác lại rồi vác lên thuyền. Thấy tôi đồng ý, Bạch lão quỷ rút ra một tấm vải trắng, động tác điều luyện mà chuyển xác phủ lên xác của Huệ Hương. Mà tôi thì chỉ cởi bỏ áo trên còn xà lỏn dính người, trong tay cầm dây chói xác cẩn thận áp sát mạn thuyền từ từ xuống nước. Lúc này nước lạnh lắm, vừa xuống nước thì đã nổi ra gà khắp mọi ngóc ngách tôi từ từ bơi đến cạnh xác của huệ hương trước là tìm tay phải dùng sợi dây đỏ cột lại cột dây đỏ này gọi là lập khế nam cột trái nữ cột phải có nghĩa là cái xác này tôi sẽ lo liệu đưa xác lên bờ là tôi quá cẩn thận thế là trong quá trình vớt xác không hề xảy ra bất kỳ vấn đề gì rất nhanh tôi đã đưa xác của huệ hương lên thuyền đưa xác lên thuyền vẫn chưa xong việc đâu người vớt xác rất chú trọng tiền trao cháo múc không ai nợ ai thế nên vẫn phải lấy một thứ gì đó từ người đã mất xem như là thù lao nhưng trên người Huệ Hương ngoại trừ áo khoác thì chẳng còn gì, đến cái quần ở thân dưới cũng bị nước cuốn trôi mất. Bạch Lão Quỷ từng nói với tôi rằng, chỉ cần gặp phải những thi thể thật sự không còn gì trên người, xác định không có gì để lấy thì chỉ có thể lấy một lọn tóc của người đã mất, tuyệt đối không được tay trắng không lấy gì. Tóc còn được gọi là tơ phiền não, nếu như Huệ Hương chết mà không còn oán hận gì thì còn đỡ, nếu còn động lại oán khí, đa phần đều sẽ ám vào tóc, người nào lấy người đó xui xẻo thế thôi chương 4, cô gái ngốc Huệ Hương, 2. Lúc đó tôi và bạch lão quỷ ông nhìn tôi, tôi nhìn lại ông, không ai nói gì. E hèm, tạ lan bát tử của cậu cứng, cậu lấy đi. Hờ hờ, tôi nhịn không được cười lạnh một tiếng. Dù tôi xuống nước thì cũng thôi đi, bây giờ còn lừa tôi đi cắt tóc của người chết, da mặt của lão già này không phải dày theo kiểu bình thường đâu. Hai nghìn, hờ hờ, tôi tiếp tục cười lạnh. Năm nghìn, không nhiều hơn được nữa nha, chuyện ngày hôm nay đáng lẽ phải dính líu đến kiện tụng đó, tôi trả 5.000 mà cậu còn chê thì ngày mai bắt vé xe đi về Quảng Châu đi. Câu nói thấm thía của bạch lão quỷ như bổ thêm nhát dao vào người tôi vậy, sau đó tôi không còn cười nữa. Nhưng mà 5.000 quả thật là không ít, thường thì tôi làm công một năm tại Quảng Châu cũng không để dành được đến 5.000. Thế là tôi liền cắt một lọn tóc của Huệ Hương xuống, sau đó bỏ vào túi, bạch lão quỷ chèo chiếc thuyền nát vào bờ, giao cho dân làng ở độ 10 thước an táng. Chuyến này thuận lợi phết đó chứ, vừa nhận được tiền vừa luyện được gan, chỉ có cái là tôi phải giữ lọn tóc của Huệ Hương 7, 7, ngày mới được đốt nó đi. Dân gian hay gọi đó là đoạn thất, chính là người sau khi chết 7, 7, 49 ngày mới có thể cắt đứt liên lạc với nhân gian, trước khoảng thời gian này tuyệt đối không được làm điều gì bất kính với người đã khuất. Từ sau vụ tôi vứt xác của Huệ Hương, bạch lão quỷ như ăn chắc tôi vậy, những ngày tháng tới cứ mỗi khi có mối làm ăn thì lại bảo tôi xuống nước. Mà tôi thì y như rằng giống như lời lão nói, sinh ra là để ăn chén cơm này vậy đó, làm qua tay vài lần rồi không còn cấm kỵ gì nữa chỉ xem bản thân mình là một người bốc vác thôi vớt xác thật sự kiếm được rất nhiều tiền dựa theo tiết tấu bây giờ tôi chỉ cần làm đủ bốn mùa nước lũ của hoàng hà thì chắc có thể để dành đủ tiền cưới vợ rồi á đến lúc đó lại làm thêm một năm mua chiếc xe hơi nhỏ sống những ngày tháng không quá cơ cực là được trẻ người lại hay quên tôi chỉ lo vớt xác kiếm tiền hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện của huệ hương mãi cho đến khi tôi tham gia vào một hôn lễ đặc biệt Tôi mới biết được chuyện của Huệ Hương không đơn giản như thế, cái này phải kể từ lúc tôi tham gia hôn lễ kỳ lạ đó, vùng quê ác tục rất nhiều, phối âm hôn chính là một trong những tục lệ đó. Họ hàng nhà tôi có con trai 16 tuổi đã chết, gia đình sợ hắn sẽ cô đơn, cho nên đã phối cho hắn một mối âm hôn. Âm hôn cũng là cưới, thế nên từ sớm nhà tôi đã nhận được thiệp mời dự. Cha mẹ tôi sợ xui xẻo nên không muốn đi, anh tôi thì phải ở nhà dưỡng thai cho chị dâu càng không thể đi được, cuối cùng chỉ còn sót lại mình tôi. Ai ra, đi thì đi, xem như là biết thêm nhiều kiến thức, cho nên tôi báo với bạch lão quỷ một tiếng, bảo rằng mình đi tham gia hôn lễ. Quá trình hôn lễ diễn ra thì không có gì để nói, chỉ toàn giấy tiền một màu, khúc quan trọng chính là lúc hợp cốt táng, bởi vì khi hợp cốt phải có người xem lễ. Chú rể đã chết được nửa năm, thi thể đang trong quá trình phân hủy trầm trọng, mùi hôi thối sộc lên nồng nặc. Cô dâu dường như vừa mới chết không lâu, ngoại trừ mặt mày sưng húp nhìn không rõ là ai, thì những thứ còn lại vẫn còn nguyên vẹn, Nghe nói thi thể nữ này là do họ hàng tôi tốn hơn 5 vạn để mua lại từ tên đạo mộ. Nói thật, tôi rất khâm phục sức chịu chi này của họ, càng khâm phục những người dám làm nghề này. Thiện ác ắt sẽ có quả báo, thiên đạo ắt sẽ có luân hồi, đào mộ cướp xác ắt sẽ bị trời trừng phạt. Gan tôi lớn, lúc xem lễ hợp cốt tôi đứng cũng gần phía trên, khó tránh khỏi sẽ nhìn thấy thi thể nữ đó vài lần. Cũng chính vì nhìn được vài lần, đã khiến tôi nhìn ra một vấn đề rất lớn, phần đầu bên trái của cô ấy đã bị mất một lọn tóc khi ấy đột nhiên tôi lại trở nên thông minh lạ thường bởi vì ngày hôm đó khi tôi vớt xác của huệ hương lọn tóc bị cắt cũng ở phía đầu bên trái đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà ban đầu tôi muốn tự an ủi mình nhưng đến khi tôi nhìn xuống cổ của thi thể có một nốt ruồi son thì tôi không muốn tự lừa dối bản thân mình nữa thi thể nữ này không ai khác ngoài huệ hương cả thời gian chỉ vừa qua một tháng tuyệt đối chưa đến thời hạn đoạn thất được cô ấy vốn chết đuối bất đắc kỳ tử sau khi chết còn bị đào mộ đem bán cho người ta đi phối âm hôn trước không nói đến cô ấy đồng ý hay không đến danh tính bát tự đều bị tên đạo mộ đó làm giả cục tức này làm sao mà nguôi được huệ hương là cô gái ngốc không giả nhưng cô ấy bị vậy là do tâm tính đã chịu sự kích động chứ không phải bẩm sinh hồn phách không toàn vẹn cơ thể chỉ là vật chứa của linh hồn sau khi chết nhất định sẽ khôi phục thần trí đó sau khi nhận ra thi thể nữ đó là huệ hương tôi cũng không còn tâm trạng ở lại mừng rượu Viện lý do nói nhà có việc nên đã xách chiếc xe đạp điện chạy về tìm Bạch lão quỷ. "Gì chứ, cậu nói Huệ Hương bị người ta đem đi phối âm hôn à?" Bạch lão quỷ đang uống trà, nghe tôi nói xong xém chút nữa là sặc lên tới óc. "Chú Bạch, có khi nào cô ấy sẽ đến tìm tôi không?" Nói thế không phải thừa lắm sao? Oan có đầu nợ có chủ, người cột dây đỏ lập khế chính là cậu, xác của cô ấy đương nhiên là do cậu chiếu cố rồi, bây giờ còn xảy ra chuyện như thế, không tìm cậu thì còn tìm ai chứ? nói xong lão còn lầm bầm chèn thêm một câu cũng may người cắt tóc lúc đó không phải là tôi không ngờ bạch lão quỷ trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn nói bóng gió như vậy tức đến tôi muốn sắn tay áo đấm cho lão một phát vị thanh niên này khoan hãy kích động dù cho cô ấy đến tìm cậu thì cậu cũng sẽ không sao đâu tại sao tôi cố kiềm cơn giận xuống hỏi lão thiên cơ bất khả lộ tới chừng đó thì cậu sẽ biết thôi lão ra vẻ thần bí đáp lời tôi chương năm mèo đen trá thi một nếu biết trước thi thể của Huệ Hương sẽ bị bọn trộm một lợi dụng, thì dù có là ban đêm không ngủ thì tôi cũng sẽ thức mà canh giữ cho cô ấy qua đoạn thất. Trước đó tôi không hề tin vào quỷ thần, nhưng bây giờ tôi đã tiếp xúc với xác chết quá nhiều, lại nghe bạch lão quỷ nói bao nhiêu điều cấm kỵ âm dương, trong lòng sớm đã tin người sau khi chết vẫn còn một thế giới vong linh của riêng họ. Nói cách khác, với tay nghề vớt xác điều luyện của tôi bây giờ, thế giới quan của những người vớt xác cũng vô tình được thiết lập từ lúc nào không hay, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Bây giờ đang vô mùa vớt xác và cũng là thời cơ tốt để tôi kiếm thêm tiền. Nhưng mà bởi vì chuyện của Huệ Hương, Bạch lão quỷ không để tôi xuống nước nữa. Theo lời ông nói, tôi bây giờ đang vướng phải nhân quả của Huệ Hương, không thích hợp cho việc lập khế với những vong hồn khác nữa. Tôi hỏi lão chuyện của Huệ Hương đến khi nào mới là xong, Bạch lão quỷ âm trầm một hồi mới trả lời tôi một câu rất dài. Vậy thì phải xem cô ấy muốn chơi lớn cỡ nào, theo ta đoán thì chuyện này chắc khó mà thu dọn chiến trường được, cậu nghĩ thử xem cả đời huệ hương bơ vơ khốn khó, đến khi tinh thần có vấn đề thì người ta dùng mọi cách để ô nhục trà đạp bao nhiêu năm, sau khi chết lại bị người ta đào xác lên để phối âm hôn, oán khí có thể nói là theo kịp với Hoàng Hà Nương Nương rồi. Tôi ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, những chuyện thảm khốc mà Huệ Hương từng gặp phải khi còn sống và sau khi chết, đổi lại là tôi thì tôi cũng không can tâm đi vào địa phủ đầu thai đâu. Vùng quê chuyện nhiều, lúc không ở nhà thì thôi, bây giờ tôi ở nhà, việc cưới xin hay hậu sự này nọ là chuyện không thể tránh được. Trong thôn có một tên lưu manh già tên tạ Quảng Tài vừa mới chết không lâu, là vai con cháu của ông nên tôi có nghĩa vụ túc trực bên linh cứu của ông ấy. Cái lão già này mới đúng là thứ không ra gì, lúc còn trẻ lão thường hay quấy rối cô nhi quả phụ, đến già vẫn không an phận, lấy kẹo để dụ dỗ trẻ con lột quần lột áo. Khi xưa Huệ Hương cũng bị lão làm hại không ít, thậm chí còn có người nói Huệ Hương thật sự đã từng bị lão xâm hại qua. Đều nói người tốt thì đoàn mệnh, tai họa di ngàn năm, Tạ Quảng Tài sống đến 70 tuổi nhưng vẫn còn cường tráng lắm, lão ta mà rượu vào thì mấy tên nhóc bình thường đều không phải là đối thủ của lão đâu. Ai nấy cũng không ngờ lão lại treo cổ tự tử trên cây hòe đầu làng, lúc chết còn toàn thân lóa thể không mảnh vải che thân. Loại người này chết không ai thương xót, chỉ nghe cảm thán rằng chết đi là vừa. Cho nên đêm túc trực linh cứu cũng chả có mấy ai, ngoại trừ tôi còn có mấy người cháu gần xa không từ chối được. Túc trực linh cứu là một chuyện vô cùng tẻ nhạt, thanh niên đều thích những chuyện kích thích nghe tôi với bạch lão quỷ làm nghề vớt xác, liền hỏi tôi có gặp phải chuyện quỷ dị gì không. Tôi cũng thấy nhàm chán nên đã kể họ nghe chuyện lạ đó đây từ bạch lão quỷ thuật lại. ngẩng đầu ba thước có thần minh, đêm hôm khuya khoát không được ăn nói bậy bạ, mấy câu chuyện truyền miệng dân gian vớ vẩn ngược lại không nằm trong những điều cấm kỵ. Mấy người bọn họ nghe được một chút liền nhốn nháo lên không chịu, cái họ muốn nghe là người thật việc thật kia kia. Nói về việc thật, thì quả đúng là tôi muốn dốc bầu tâm sự với họ về chuyện của Huệ Hương, nhưng vì nhân quả của cô ấy vẫn chưa giải, có đánh chết tôi cũng không dám kể ra, anh Lan này, em nghe nói xác của cô gái ngốc Huệ Hương trong độ 10 thước là do anh vất hả? Đột nhiên em họ tôi lên tiếng hỏi tôi, tôi chẳng nói chẳng rằng, liền hỏi vì sao lại hỏi về chuyện của Huệ Hương. Tạ An nhìn bài vị của tạ tà Quảng Tài trên bàn, rồi cúi người nói nhỏ với tôi, anh Lan, thật ra hôm đó em đi câu đêm về, em nhìn thấy chú Quảng Tài của tụi mình đó. Thằng nhóc này từ khi câu được con cá chép đỏ nặng 9 ký ở Hoàng Hà, cả người như bị rồ vậy, từ sớm đến tối không phải đi câu cá thì là trên đường đi câu cá, câu từ khuya đến sáng cũng là chuyện thường gặp rồi. Hắn nói đêm đó 12 giờ khuya trên đường về nhà, thì nhìn thấy tả quảng tài ở chuồng đi xung quanh khắp nơi. Chắc là mộng du rồi, tôi nói, ngoại trừ chú quảng tài, lúc đó em còn nhìn thấy. Nói tới đây, tả an nuốt nước bọt liền ngưng bặt. Còn thấy gì nữa, không lẽ trong tay ông ấy còn cầm theo dây thừng, trong lúc mộng du âm xoa dương thác treo cổ mình tới chết thằng nhóc trong xóm trọt mỏ vào nói, hai thằng nhãi này đúng là hai thằng đần mà, quỷ thần cũng không kỵ, mấy câu nói đoạn đầu cũng dám nói ra. Đây là những câu nói vĩnh biệt hoặc điểm gở, chương 6, mèo đen trá thi, 2 anh Lan, tụi mình ra ngoài nói đi, có nhiều thứ nói trước mặt chú Quảng Tài em nói không nên lời. Đi ra khuôn viên nhà của tạ Quảng Tài, tôi đưa điếu thuốc cho tạ An. Anh Lan, em biết gan anh lớn nên mới nói với anh. Lúc đó em thấy chú Quảng Tài ở chuồng chạy phía trước, phía sau còn thoát ẩn thoát hiện một người phụ nữ. Một người phụ nữ, tôi hỏi lại, là một bóng người, em nhìn không rõ mặt, nhưng mà dáng đi của cô ấy rất giống Huệ Hương trong độ 10 thước. Cậu chắc chắn, trong lòng tôi bắt đầu tê buốt, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh để hỏi tiếp. Đương nhiên không chắc rồi, nếu mà chắc thì em làm sao dám kể anh nghe chứ. Lúc đó em sợ muốn chết khiếp vậy đó, đèn pin còn không dám mở luôn. Tả An vinh mỏ lên trả lời, vậy thì gan cậu cũng lớn lắm đó, hôm nay còn dám túc trực ở đây. Anh tưởng em muốn đến lắm sao, hai nhà ở gần như vậy, lại còn là cháu ruột nữa chứ. Mà cho dù tạ an không chắc chắn đó có phải là Huệ Hương hay không, nhưng chuyện này tám phần nhất định có liên quan đến cô ấy. Đầu tiên nghi vấn lớn nhất chính là cái loại như tạ quảng tài tuyệt đối không bao giờ muốn tìm đường chết, thứ hai chính là hắn thật sự đã làm chuyện có lỗi với Huệ Hương. Tôi và tạ an đứng ở cửa nói chuyện được một hồi, cũng an ủi hắn vài ba câu rằng trên đời này không có ma quỷ, đa số đều là do người làm cả, sau đó tiếp tục đi vào túc trực linh cứu. Tối đến rồi mọi người vẫn còn ngồi trò chuyện, đến nửa đêm thì cơn buồn ngủ kéo đến, cả linh đường yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lốp bốp của đèn cây. Cố gắng chống chọi đến đêm 2 giờ, mấy người đó đã ngã nghiêng ngã ngửa ngủ hết chân rồi, chính vào lúc tôi sắp chịu không nổi gục xuống, đột nhiên có một luồng gió lạnh kéo vào linh đường, theo sau đó tôi nghe tiếng mèo kêu. Mèo trá thi, chó kinh hồn, trong lúc tôi đang tìm con mèo đó ở đâu đột nhiên có một bóng đen vụt qua mắt cho đến khi nhìn lên thì một con mèo đen chừng to mắt ngồi trên quan tài con mèo đen đó là của tả tà quảng tài nuôi lão già đó không hợp với bất kỳ ai nhưng lại nuôi con mèo đen thương nó còn hơn cả con lão lúc này chỉ còn thấy con mèo đen ngồi trên quan tài đôi mắt trừng lên nhìn tôi chân chân tôi biết mèo cấm kỵ những gì nên đã đưa tay cầm cây gậy đại tang muốn hù nó chạy đi nhưng ai ngờ nó không hề động đậy một tí nào cả không biết có phải là ảo giác không, hình như tôi nhìn thấy nó đang nhìn tôi cười rùng rợn lắm. Bây giờ tôi thật sự hoảng rồi, biết là chuyện này rất quỷ dị, muốn gọi những người khác dậy để nghĩ cách. Vậy mà ngay lúc đó, trong quan tài lại truyền đến âm thanh đùng đùng như bị bóp nghẹt. Toàn thân tôi như chết đứng, tóc muốn dựng đứng lên hết rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chả thi là chuyện vô cùng khủng khiếp, đối với những người làm nghề vứt xác như tôi mà nói, đã kích tâm lý mà nó đem đến có thể chí mạng đó. Nếu như tạ quảng tài thật sự bò ra từ trong quan tài ngay trước mặt tôi, thử hỏi sau này tôi làm sao dám đi vớt xác ở Hoàng Hà nữa chứ? Tiếng động trong quan tài càng lúc càng lớn, kỳ lạ là những người đang ngủ hình như không bị ảnh hưởng gì, vẫn ngáy khò khò ngon giấc. Cũng may, nắp quan tài của lão ta đã bị đóng đinh từ trước, trong phút chốc lão không thể bò ra ngoài được. Đinh quan tài còn được gọi là đinh tử tôn, tổng cộng có 7 đinh, được làm từ đồng thau, đến ngày hạ huyệt sẽ do chính tay con cháu đóng vào. Tạ quảng tài không có người nối dõi, cho nên quan tài sớm đã bị đóng đinh chặt khít. Thật ra chủ yếu là do cái chết của lão quá tà môn đi, người làm đám tang sợ sẽ náo quỷ, nên mới đóng đinh trước cho chắc. Người xưa nói rất đúng, chết đạo hữu không chết bần đạo. Tôi định nhân lúc ông chưa kịp bò ra liền bỏ chạy cho rồi, còn mấy người kia có bị tai họa hay không thì không đến lượt tôi nghĩ tới nữa. Nói là làm, tôi liền quay người bỏ chạy ra cửa. Nhưng ai ngờ chưa chạy tới thì hai cánh cửa tự động đóng lại cái dầm. Tôi có làm cách nào cũng không mở nó ra được. Địch, lão tử đã chịu thua rồi, vậy mà đến con đường sống cũng không muốn cho sao?" Lưng tôi dán chặt lấy cánh cửa, vừa xoay người liền nhìn về phía quan tài của Tạ Quảng Tài. Quan tài đang rung động kịch liệt, đến nỗi muốn rung chuyển cả sàn nhà. Ý cười trên mặt con mèo đen càng lúc càng rõ, càng cười càng quỷ dị. Với tiếng kêu chói tai của con mèo đen, tôi thấy nó như mũi tên lao thẳng lên sàn nhà, theo sau đó nắp quan tài cuối cùng cũng bị đẩy ra rơi xuống đất một cách nặng nề dây tiếp theo chính là tạ quảng tài đang mặc áo thọ từ trong quan tài ngồi dậy khuôn mặt trắng bệch của người chết đôi mắt không hồn chuyển động lên xuống không ngừng đến khi con người của lão ngừng xoay chuyển thì vừa hay tầm nhìn lại dán chặt lên người tôi khặc khặc tạ quảng tài cười một cách kỳ quái từ trong quan tài nhảy ra vừa đứng vững trên sàn thì trùng hợp con mèo đen đó nhảy sổng vào lòng ông tạ lan tôi lớn từng tuổi này chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào quỷ dị như ngày hôm nay tạ quảng tài trá thi đứng dậy ôm con mèo đen, từng bước từng bước tiến về phía tôi. Trong lúc gây cấn không còn đường nào để lùi, tôi bắt đầu tự cổ vũ cho mình. Tránh không nhất định sẽ né được, đối mặt không nhất định là không qua khỏi. Tạ lan tôi cửu long trị thủy, âm linh tránh đường, tại sao lại phải sợ một người đã chết? Cây gậy đại tang vẫn còn trong tay, tôi chuẩn bị chạy ra đằng sau tạ quảng tài, trước tiên cho lão hưởng một đòn cảnh tỉnh trong truyền thuyết. Càng lúc càng gần, mắt nhìn thấy tà quảng tài sắp bước đến gần phạm vi công kích của tôi, nào ngờ con mèo đen đó dường như còn căm ghét tôi hơn cả lão ta, nó cong người từ trong lòng lão nhe nhanh múa vuốt phóng thẳng lên người tôi. Bà nội mày, chết cho tao, tôi nhắm ngay chóc bổ vào đầu nó một phát, chương 7, mượn dao giết người, một, lực của gậy này rất mạnh, tôi cũng nhắm chuẩn xác trước góc độ. Con mèo đen bị tôi táng một cú lên lưng, nên không còn cơ hội để tung hoành nữa. Chỉ nghe con mèo gào lên một tiếng thảm thiết, rồi nó bị tôi ném trực tiếp ra ngoài nghe được tiếng mèo gào đôi mắt của tả quảng tài liền chuyển sang màu đỏ cơ thể thẳng đơ hai tay đưa lên xác chết sau khi trá thi thì sức lực gấp bội tôi có làm sao cũng không dám liều nữa liền khom người xuống lách sang người lão ta để tránh đi tôi nghe được hai tiếng phập phồng sau lưng tấm cửa gỗ dày vậy mà bị lão đâm sầm vào lủng luôn hai cái lỗ trên cửa lúc quan tài còn chưa mở ra thì tôi đã sợ này sợ kia trong lòng bị dọa chết khiếp mà lần này lão làm thiệt đó, bao nhiêu máu đều dồn lên não hết trơn. Người là ma tương lai, quỷ là người của quá khứ. Nếu như mà nghĩ thông suốt rồi thì không có gì để nói, cương thi chẳng qua cũng chỉ mạnh hơn người một chút thôi, nhưng động tác vẫn còn thô cứng lắm. Khoảng thời gian này tôi tiếp xúc với xác chết cũng nhiều, lại ỉ vào bát tự của mình đủ cứng, cho nên đã cùng tả quảng tài ở trong linh đường người đuổi người chạy chơi mèo bắt chuột. Nhưng rất tiếc, sau khi tả quảng tài biến thành cương thi thì hình như lão ta không biết mệt là gì hay sao á tôi cũng đâu phải người thép đâu thể lực thì có hạn rất nhanh tôi đã bị gì muốn đứt con mẹ nó hơi cứ đuổi vậy thì sớm muộn gì cũng bị lão chơi chết thôi mà chả hiểu sao cửa nẻo đều đóng chặt không có cơ hội để chạy trốn mới đau mặc kệ động tác tôi có trở nên chậm chạp cỡ nào tả quảng tài bắt đầu đem tôi ép đến góc cùng thời khắc cuối cùng khi lão sắp đến gần tôi tính lặp lại trò cũ lách sang người lão để tránh nhưng ai ngờ dưới chân đột nhiên vấp phải thứ gì đó, lệt bệt lăn trên đất. Quay đầu lại nhìn, mới phát hiện cái thứ mà tôi vấp phải chính là con mèo đen bị tôi đánh đến bê bết máu thịt lẫn lộn. Tôi hiện giờ cũng không còn sức lực gì nữa, lại vấp phải con mèo đen đó, không còn cách nào để tránh được sự truy sát của tả quảng tài, trong phút chốc liền bị lão đè lên người bóp chặt lấy cổ. Hai tay lão như sắt thép vậy đó, ngay lập tức tôi đã cảm thấy khó thở, hoa mắt chóng mặt. Tôi không phải là tay vật lộn chuyên nghiệp, chỉ dựa vào một hơi nhiệt huyết và ý chí cầu sinh mới có thể cùng tả quảng tài trụ đến bây giờ. Nhưng bây giờ, tôi phát hiện ra kiên trì sẽ không thể thay đổi sự thật, tôi vẫn sẽ phải chết đó thôi. Thật ra thì, từ ngày đầu tiên Bạch Lão Quỷ nói với tôi những cấm kỵ của người vớt xác, tôi đối với cái chết cũng tự biết giác ngộ. Cha mẹ tôi biết nghề vớt xác là nghề cấm kỵ, nhưng lại không biết người vớt xác lúc nào cũng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đứng giữa ranh giới sống và chết. Giả sử như tôi không phải là người vớt được xác của Huệ Hương, Tạ Quảng Tài cũng không phải bị vong hồn của cô ấy hại chết, thì tôi đã chẳng phải vì đi túc trực linh cứu gặp phải sự việc trá thi quỷ dị thế này. Điều khiến tôi nghĩ không thông chính là, tôi và Tạ Quảng Tài không thù không oán, từ giây phút con mèo đen nhảy lên quan tài của lão, cho đến lúc ông trá thi, thì mục tiêu của họ rất rõ ràng chỉ nhắm vào mình tôi, vì sao chứ? Khà khà đôi mắt đỏ lòng của Tạ Quảng Tài long lên, lão nhè hàm răng sắc nhọn sau khi trá thi, nhưng đầu hướng về cổ tôi mạnh bạo cắn xuống sự đau đớn tột cùng khiến tôi rất khó chịu, đến cơ hội gào thét cũng không có. Hàm răng sắc nhọn đâm vào da thịt, máu tươi cũng theo đó chảy thành dòng, tôi như giải tỏa được áp lực của dòng máu lưu thông lên não, khiến tôi càng lúc càng nhẹ nhõm hẳn. Mẹ nó, sớm biết sẽ bị cương thi cắn chết thì tôi nguyện cả đời lưu lạc tại Quảng Châu, làm một ca sĩ hát lẻ cho xong chuyện. Tạ Quảng Tài vẫn đang hút máu của tôi, thậm chí tôi còn có thể nghe rõ âm thanh từ cổ họng ông đang nuốt từng ngụm máu. Ý thức bắt đầu mơ hồ, những hồi ức trước đây như một thước phim tua ngược trong đầu tôi. Chính trong giây phút tôi sắp ngất đi, đột nhiên có người đạp mạnh vào cửa gỗ từ bên ngoài sông vào. Tạ Quảng Tài nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, tôi nhân cơ hội này dùng hết sức bình sinh để vùng dậy tính chạy ra cửa, lại phát hiện người sông vào chính là Bạch Lão Quỷ. Lão đang cầm miếng da khỉ nước trong tay và phủ lên người của Tạ Quảng Tài từ xa. Có câu vỏ quyết dày thì có móng tay nhọn, thức ăn của khỉ nước chính là xác chết dưới sông, Món khoái khẩu của nó chính là đôi mắt và móng tay của người chết, vừa hay lại là khắc tinh của cương thi. Tả quảng tài dường như biết sự lợi hại của tấm da khỉ nước, muốn xoay người bỏ trốn. Lúc này chẳng biết sức lực từ đâu mà đến, tôi ôm khư khư lấy tả quảng tài không cho lão vùng vẫy, cho đến khi tấm da khỉ nước đó phủ lên cả hai chúng tôi. Quả nhiên, tấm da khỉ nước vừa chạm vào tả quảng tài, lão liền thét lên đau đớn rồi vùng vẫy lăn lộn dưới đất, bất chấp tất cả muốn chạy trốn khỏi tôi nhưng da của khỉ nước như sắt nóng chảy khắp người lão, căn bản là không rứt ra được. Cho đến khi khắp nhà đều bốc mùi cháy khét, chương 8, mượn dao giết người, hai chỉ trong chốc lát, tấm da khỉ nước cùng với tả quảng tài đều bị đốt thành cho bụi. Bạch lão quỷ muốn đỡ tôi từ dưới đất dậy, tôi chỉ kịp gọi lão một tiếng chú liền bất tỉnh nhân sự. Đến khi tôi tỉnh dậy thì bản thân mình đã nằm trên giường trong nhà của bạch lão quỷ rồi. Thử động đậy một chút, cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực, Vết thương trên cổ đau không từ nào diễn tả được. Rõ ràng trên người có đắp tấm chăn dày, nhưng vẫn thấy lạnh như trong hầm đá vậy, lạnh đến nỗi hàm răng đánh bỏ cạp. "Đừng cử động, trên người cậu vẫn còn độc của xác chết chưa loại bỏ hết đâu, mấy ngày nay cậu không được làm gì cả." Bạch lão quỷ lên tiếng, "Chú Bạch, tại sao Tả Quảng Tài lại muốn giết tôi cơ chứ?" Tôi yếu ớt thốt lên câu hỏi trong lòng, người hắn muốn giết không phải cậu, mà là Huệ Hương. Chỉ trách chú Bạch tôi tính sai một bước tôi chỉ tính tới Huệ Hương không dám tìm cậu báo thu, nhưng ai ngờ cô ta lại chơi trò mượn giao giết người đâu. Bạch lão quỷ nói, Huệ Hương mượn linh đường của tả Quảng Tài để làm bố cục, lợi oán khí thúc đẩy con mèo đen khiến tả Quảng Tài trá thi, mục đích chính là làm hại tôi. Tuy rằng tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Huệ Hương, nhưng vong linh không nói đạo lý như người sống, chỉ biết truy cứu nhân quả, mà nhân quả của cô ấy bắt đầu từ hôm tôi đi vớt xác của cô. Chính tôi đã khiến cho cô chết không yên ổn, cản trở con đường luân hồi của cô, nói đi nói lại thì ban đầu tôi không nên vớt xác cô lên, để dành cho cá ăn còn tốt hơn là kết cục của hiện tại. Còn đám đạo mộ tặc đáng hận kia nữa, nếu không vì bọn nó đào xác của cô lên để phối âm hôn, thì mọi chuyện cũng sẽ không đi đến bước này. Bạch lão quỷ nói sau khi Huệ Hương tác quái hại chết tả quảng tài đã trở thành lệ quỷ, bây giờ ngoại trừ giết người cũng không còn ý niệm nào khác nữa. Tả quảng tài chính là người đầu tiên, không bao lâu nữa sẽ xuất hiện người kế tiếp cho đến khi những người có thủ oán với cô bị giết sạch mới thôi. Lệ quỷ đòi mạng, thiên đạo không can thiệp, chuyện này cho dù là đạo sĩ cũng không làm được gì đâu. Chú Bạch, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi biết chú có chút bản lĩnh, cái mạng nhỏ này chỉ biết trông chờ vào chú nữa thôi. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có bản lĩnh cứu cậu đâu. Người bây giờ có thể cứu cậu chỉ có một, nếu người đó đồng ý ra tay, đừng nói là Huệ Hương trở thành lệ quỷ, cho dù biến thành hồng hồn đi chăng nữa cũng không làm gì được cậu bạch lão quỷ nói trước đó ông nói huệ hương không dám làm hại tôi là bởi vì còn kiêng rè sự tồn tại của người đó mà lần mượn giao giết người này chính là mục đích muốn hại tôi thứ hai chính là muốn thăm dò xem người đó có ra tay giúp tôi không nhưng chẳng may cho đến khi tôi sắp bị tà quảng tài giết chết người đó cũng không xuất hiện nếu như không phải bạch lão quỷ đến kịp lúc có thể tôi đã đi lãnh cơm hộp lâu rồi chú bạch người đó mà chú nói rốt cuộc là ai thế tôi hỏi lão thật ra từ sớm cậu đã gặp rồi, chính là người phụ nữ mà cậu trông thấy hôm đầu tiên cậu đến tìm tôi đấy. Gì, tôi đơ luôn, phải mà lão không nhắc chuyện này, thì tôi cũng quên luôn người phụ nữ mình đã gặp lần đầu tiên đến đây. Xong tôi xoay qua trách lão, nếu đã biết lai lịch của người phụ nữ đó, vậy còn tỏ ra vẻ thần bí để làm gì? Cậu tưởng ai cũng có thể nhắc đến danh tánh của người đó sao? Bạch lão quỷ tôi đã không còn bao nhiêu năm tuổi thọ nữa đâu, nếu thật sự chọc phải người đó, cái mạng già này cũng phải đắp vào đó bạch lão quỷ thở dài đáp lời cô ấy rốt cuộc là ai chứ cái này chắc phải để người đó tự nói với cậu tốt hơn tôi cũng không biết tên của cô ấy là gì cái cậu cần làm bây giờ chính là mau chóng dưỡng thương đi sau đó tôi lại giúp cậu làm một việc lớn lão bạch này là cố tình dày vò tôi mà đến cả một chữ cũng không thèm tiết lộ với tôi không nói thân phận của người đó đã đành đến cả đại sự gì cũng không nói luôn khoảng thời gian sau tôi liền yên tâm ở lại nhà của bạch lão quỷ dưỡng thương đích thân lão chăm sóc cho tôi huệ hương bây giờ đã hóa thành lệ quỷ nhưng với bản lĩnh của bạch lão quỷ cô ta vẫn không dám hành hung giết người trước mặt lão đâu còn về sự việc xảy ra tại linh đường của tả quảng tài đã bị bạch lão quỷ dùng một trận lửa che đậy hoàn toàn hôm đó sau khi cứu tôi lão lại đi vào đem những người túc trực linh cứu khiêng ra hết rồi phóng hỏa cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa có người biết chuyện giữa tôi và huệ hương đến cả cha mẹ tôi cũng không biết con trai họ đã bị lệ quỷ dòm ngó, nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian tôi dưỡng thương, xung quanh tôi liên tục xảy ra những sự kiện ly kỳ, ví dụ như ban đêm có người té gãy chân, lúc đang chặt củi chặt đứt luôn bàn tay, khi đang đun nước nấu cơm trượt chân đâm đầu vào nồi nước làm hư luôn cặp mắt. Những người này đều có một đặc điểm chung, phẩm hạnh bất chính. Tôi biết đây chính là ý nguyện của Huệ Hương lúc cô ấy còn sống, bọn họ đã đụng phải người không nên đụng, xem những thứ không nên xem, Mặc kệ những kỳ án thương vong cứ xảy ra liên tục, ban đầu vẫn không ai nói rằng chuyện này có liên quan đến Huệ Hương cả, cho đến đêm đoạn thất cuối cùng của cô, đã xảy ra một thảm án diệt môn kinh thiên động địa. Chương 9, Hoàng Hà Nương Nương 1, từ sau khi Huệ Hương trở nên biên loạn, ngôi nhà của cô ấy vẫn luôn bỏ hoang. Những năm gần đây nhân số trong thôn gia tăng một cách chóng mặt, đất ở trong thôn không đủ để sử dụng, thế là có người đánh chú ý lên nhà của cô ấy. Chỉ là bởi vì Huệ Hương vẫn còn sống, nếu như tranh giành lộ liễu như thế người ta lại bảo ăn hiếp cô Nhi. Đến khi Huệ Hương chết, căn nhà bị tập thể người trong thôn thu hồi, Trần Đồ Phu trong độ 10 thước là người đầu tiên bỏ tiền ra mua lại căn nhà đó. Trần Đồ Phu sát sanh cả đời, quỷ thần không sợ, ngay sau khi mua lại căn nhà của Huệ Hương, liền mau chóng kiếm người trùng tu lại ngôi nhà ngay hôm đó. Người già trong thôn ai cũng khuyên ông, Huệ Hương còn chưa qua đoạn thất, tốt hơn là hãy khoan động thổ. Nhưng ông nào có lọt tai đâu, con trai thứ ba của ông đang giàu vì không có đất xây nhà mới kia kia. khu đất nhà huệ hương cũng được lắm, ngồi bắc hướng nam, mà trần đồ phu lại không thiếu tiền, cho nên lần trùng tu này ông đập vào cả đống tiền, xây lại một căn nhà kiểu tây ba tầng. căn nhà xây xong, cả nhà vui vẻ dọn vào mà ở. nông thôn có một cách nói chính là làm nhà người không ở thì ma ở, nhà mới thì cần phải trấn sát, cho nên nguyên gia đình họ sẽ dọn vào luôn. huống hồ chi căn nhà ba tầng này từ lúc bắt đầu xây dựng mọi thứ đều rất thuận lợi đào đất dựng móng cũng không bị yêu ma phá phách gì, người của Trần Gia đương nhiên sẽ không còn cấm kỵ gì rồi. Hôm nay chính là đoạn thất, đêm cuối cùng của Huệ Hương, trong độ người thước ngoại trừ những người già còn hoài niệm nên đã đốt cho một ít giấy tiền, những người còn lại sớm đã quên mất đi chuyện này từ lâu. Tối đó sau khi cả nhà Trần Đồ Phu ăn xong cơm, cùng nhau xem TV, lướt điện thoại, rồi ngủ nghỉ như ngày thường. Nhưng đến sáng ngày thứ hai, mọi người trong thôn đã phát hiện ra có gì đó không đúng, Trần Đồ Phu thường hay dọn sạp rất sớm, nhưng hôm nay mở chợ rồi vẫn không thấy bóng dáng ông đâu. Vừa hay lúc đó ở thôn bên cạnh có người chuẩn bị làm đám cưới, cần phải mua rất nhiều thứ, nên đã tìm đến nhà của Trần Đồ Phu. Gõ cửa rất lâu nhưng không có hồi âm, điện thoại thì gọi bao nhiêu cuộc không nghe máy, người dân trong độ 10 thước vừa bàn luận xong là biết ngay có gì đó không ổn rồi. Cuối cùng họ tìm đến trưởng thôn, dẫn người đến phá cửa đi vào. Vừa đến cửa, cảnh tượng máu me không thể nào tưởng tượng được ngay lúc đó đã có vài người vừa nhìn đã ói mửa vì chịu không nổi trần gia trên dưới bảy mạng người ngoại trừ trần đồ phu sáu người còn lại đều bị mổ bụng treo lên từng cây móc dùng để treo lợn mổ trần đồ phu toàn thân đầy máu trong tay cầm con dao mổ lợn đứng chết chân ở giữa sân nhà tôi có tội tôi đáng chết huệ hương là chính tay tôi đẩy xuống sông khiến cô ta bị chết đuối nhìn thấy có người bước vào ông liền cất lên một câu với giọng nói khàn đặc dứt lời Ông liền cầm cây dao đưa lên cổ, lúc Bạch lão quỷ tường thuật lại chuyện này cho tôi, thì độc trên người tôi cũng đã thanh lọc gần hết rồi, hiện đang ở trong nhà để hồi phục triệt đề. Tôi nghe ông nói xong, cả người tôi ngây ra cùng vẻ mặt kinh hãi. Tuy nói rằng lệ quỷ đòi mạng, thiên đạo không can thiệp, nhưng dù sao đây cũng là diệt môn đó. Huệ Hương chẳng qua chỉ là một phụ nữ bình thường, làm như vậy không sợ sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục mãi không siêu sinh sao? Chú Bạch, Huệ Hương giết cả nhà Trần Đồ Phu như thế, đây có nghĩa là nhân quả của cô ấy đã giải hết rồi đúng không?" Trong lòng tôi phập phồng hỏi, "Cậu nghĩ nhiều quá rồi, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy." Bạch lão quỷ trầm ngâm hồi lâu rồi đáp, "Đêm hôm đó, Bạch lão quỷ dẫn theo tôi đi xuống Hoàng Hà. Trước đây ông nói đợi tôi bình phục rồi mới dẫn tôi đi làm việc trọng đại đó, nhưng bây giờ không thể không tiến hành sớm hơn dự kiến rồi. Huệ Hương đã giết hết 7 người của Trần gia, hung tính tăng vọt, chỉ dựa vào bản lĩnh của ông bây giờ việc bảo vệ cho tôi là điều không thể nào đêm hôm nay trăng sáng sao mờ chỉ nghe được tiếng dòng nước chảy xiết tôi và bạch lão quỷ trèo chiếc thuyền nát cố gắng lội ngược dòng bạch lão quỷ vẫn không chịu nói tôi nghe rốt cuộc là chuyện trọng đại gì chỉ thấy lão chuẩn bị nhang đèn bát hương dự là có liên quan đến cúng tế gì đó chú bạch thật ra chúng ta đang đi đâu vậy chứ thuyền đã đi được tầm một tiếng tôi nhịn không được liền hỏi thêm lần nữa thôn hạ bá tế đàn cổ của sông hoàng hà Hoàng Hà Tế Đàn Cổ chính là nơi xã hội phong kiến dùng làm tế điện cho Hoàng Hà Đại Vương, nơi hiến tế Hoàng Hà Nương Nương. Tế đàn cổ của chúng tôi nằm ngay thôn Hạ Bá, cũng không biết được dựng nên từ lúc nào, dù cho không có người tu sửa, nhưng trải qua bao nhiêu mưa xa bão táp vẫn không sụp đổ. Bây giờ Hoàng Hà nước dâng, chỉ lộ ra một góc của tế đàn cổ. Bạch lão quỷ kêu tôi cầm nhang đèn lưu hương đi lên đó, còn lão thì chỉ ngồi ở mạn thuyền không nhúc nhích. Chương 10, Hoàng Hà nương nương 2 bây giờ hoàng hà nước dâng chỉ lộ ra một góc của tế đàn cổ bạch lão quỷ kêu tôi cầm nhang đèn lư hương đi lên đó còn lão thì chỉ ngồi ở mạn thuyền không nhúc nhích chú bạch chú cũng phải nói tôi biết là tôi nên làm gì chứ lên cúng bái hoàng hà nương nương cúng người đó để làm gì người phụ nữ mà hôm đó cậu gặp được chính là hoàng hà nương nương chỉ có người đó mới có thể cứu mạng cậu mà thôi gì chứ hoàng hà nương nương câu nói của bạch lão quỷ khiến tôi sửng sốt cả người khiến tôi sợ đến miệng cũng khép không nổi nữa. Chả trách người phụ nữ đó lại không giống như người phàm, hóa ra chính là Hoàng Hà Nương Nương. Cậu và người đó có duyên, với lại chỉ có người đó mới cứu được cậu thôi, còn ngây ra đó làm gì, mau đi lên thắp hương đi chứ. Bạch lão quỷ dục tôi, thắp hương cũng phải có bài bản, tam thần tứ quỷ. Hoàng Hà Nương Nương là quỷ nên phải thắp bốn nén nhang. Người Trung Quốc dĩ tả vi tôn, bên trái ba nén nhang tượng trưng cho người của thiên địa, còn bốn nén tượng trưng cho quỷ, Giải thích dĩ tả vi tôn tức là bên trái tượng trưng cho đế tôn, thần Phật. Hết giải thích, khi tôi cắm bốn nén nhang vào lư hương, dập đầu xuống đất bốn cái, tôi liền dựa theo đoạn tế văn của bạch lão quỷ đưa tôi đọc một lần. Dịch chính càn khôn, phục phụ vi nhân luân chi khởi. Thi ca chu thiệu, hôn nhân nại vương hóa chi nguyên. Thị dĩ, minh phụng thương thương, bốc kỳ xương vù ngũ thế. Thiên diêu trước trước, ca hảo hợp vu bách niên, kim hữu quân tử tạ lan, thế trạch di phương, tài dự tố chữ, đọc tới đây tôi không còn đọc tiếp nổi nữa. Tuy tôi không phải là sinh viên đứng đầu khoa tiếng Trung, nhưng tôi đủ khả năng hiểu được đây vốn không phải là bài tế văn gì, mà nó chính là hôn thư thời cổ đại. Tôi ra ám hiệu cho lão Bạch, rốt cuộc là lão đang bày trò gì đây, không lẽ muốn tôi cầu hôn hoàng hà nương nương sao? Tạ Lan, thằng nhóc nhà ngươi ngây ra đó làm gì, tiếp tục đọc đi chứ. Thấy tôi ngừng lại, Bạch lão quỷ liền đứng ở mạn thuyền dục tôi lần nữa. Chú Bạch đừng nói là chú đang nghiêm túc muốn tôi cầu hôn hoàng hà nương nương đó chứ nói nhảm mạng của cậu chỉ có người đó cứu được thôi nhưng nếu hai người không dính líu gì với nhau thì dựa vào đâu người ta giúp cậu chứ nhưng mà người sống nếu cưới cô dâu ma về đa phần đều phải tổn thọ đó trời ạ vậy tôi hỏi cậu cậu là muốn bị huệ hương hại chết hay là muốn cưới quỷ làm vợ hả nếu như cậu không sợ huệ hương thì bây giờ chúng ta về luôn khỏi nói nhiều nhớ lại tả quảng tài lõa lồ treo cổ mà chết lại nghĩ đến cả nhà Trần Đồ Phu bị mổ bụng chết thảm, tôi lập tức cảm thấy nếu như có thể kết hôn cùng Hoàng Hà Nương Nương, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Không một chút do so dự, tôi liền một hơi đọc hết tờ hôn thư ngàn chữ đó. Sau khi đọc xong, thì xảy ra một chuyện kỳ quái. Một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi đến quét qua lư hương, dập tắt cả bốn nén nhang. Đốt nhang kỹ nhất hai việc, một là dài ngắn không đều, hai là bị dập tắt giữa chừng. Đây chính là điểm giữ, Sao có nghĩa là không thành tâm, quỷ thần không nhận. Chú Bạch, lại là chuyện gì nữa đây? Tôi hỏi ngay, không lý nào, đúng ra thì Hoàng Hà Nương Nương trước đó có nhìn qua ngươi mà, đáng lẽ phải không có ý kiến gì mới phải chứ? Nhất định là thằng nhóc nhà người không thành tâm rồi, mau đốt nhang rồi đọc lại hôn thư lần nữa đi. Được thôi, tôi lại đọc thêm một lần nữa, nhưng nén nhang quỷ quái vẫn bị dập tắt. Bạch lão quỷ cao mày suy nghĩ một lúc, rồi lão hỏi tôi có phải trong lòng còn có người con gái khác, tình cũ chưa dứt không? Ai già, có một số chuyện tôi luôn giấu ở đáy lòng, không muốn nhắc đến. Khi tôi học đại học từng quen một cô bạn gái, da trắng xinh đẹp khí chất tuyệt vời, mà còn là hoa khôi của khóa chúng tôi. Tôi đối với cô ấy phải nói là nặng tình, từ sau khi chia tay tôi như mất đi hứng thú với cuộc đời, vì lý do này tôi mới lăn lộn ở Quảng Châu, người không ra người, ma không ra ma. Nhưng tình cảm dù có khắc cốt ghi tâm đến đâu cũng không thể chống chọi lại sự bào mòn của thời gian, Lần này tôi trở về nhà đã rửa sạch hết cách tâm làm lại từ đầu, dường như cũng không còn nhớ đến cô ấy nữa. Tôi không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy muốn, cũng như những gì cô ấy nói khi chia tay, ở chung với tôi thật sự rất vui, nhưng nếu muốn cùng tôi kết hôn thì lại có chút nhói lòng. Bây giờ bạch lão quỷ hỏi tôi có phải có mối tình nào chưa chấm dứt, tôi ngẫm nghĩ rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ vứt thẳng xuống sông Hoàng Hà. Sợi dây chuyền này là cô ấy tặng tôi nhân ngày sinh nhật, vật còn như người đã đi mất có giữ lại thì cũng chẳng làm được gì. Sau khi vứt sợi dây, một lần nữa tôi lại cầm bức hôn thư lên đọc, ấy vậy mà lần này rất thuận lợi, nén nhang quái quỷ đó cho đến khi tàn cũng không bị dập tắt nữa. Đi thôi, đợi nhang tàn rồi Bạch lão quỷ bảo tôi quay về. Chú Bạch, vậy là xong chuyện rồi ư? Ừm, Hoàng Hà nương nương đã nhận được hôn thư của cậu rồi, tiếp theo đó là phải chuẩn bị hôn lễ cho hai người thôi. Kết hôn cùng Hoàng Hà nương nương cũng xem như là phối âm hôn rồi nhưng mà nó khác một chút so với bên họ hàng nhà tôi, bởi vì tôi là người sống mà cô ấy là quỷ. Chúng tôi thuộc dạng phối âm dương, tôi không cần phải tìm hài cốt của cô ấy, chỉ cần lập một cái bài vị cho cô ấy là được. Chỉ là tôi hiện giờ vẫn chưa biết họ tên của cô ấy là gì, lập bài vị thì phải viết gì lên đó bây giờ. Bạch lão quỷ nói cái này không cần gấp, đợi chúng tôi làm lễ cưới xong thì cô ấy sẽ tự khắc tên mình lên đó. chương 11, Diêm Vương điểm mão 1, chọn ngày không bằng gặp ngày, tránh đêm dài lắm mộc, sang ngày thứ hai bạch lão quỷ liền bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ cho tôi. Lão ra thị trấn mua giấy đỏ ở tiệm hàng mã, mân trúc, phải lụa màu đỏ, đèn cầy hỏa khí, chất đầy cả một góc nhà. Giải thích mân trúc là lớp vỏ màu xanh của cây trúc. Hết giải thích, lão đi thu dọn nhà kho, rồi sửa sang lại để dành cho tôi động phòng. Tạ Lan, dẫu sao cũng là hôn nhân đại sự, cậu có cần nói lại với ba mẹ cậu một tiếng không? Bạch lão quỷ đeo cặp kính lão vừa xếp hàng mã vừa hỏi tôi. Nói thế nào, không lẽ kêu tôi nói với cha mẹ tôi, mình sắp kết hôn với Hoàng Hà Nương Nương, có thể cả đời này cũng không thể nối dõi tông đường được nữa à? Tùy cậu thôi, chỉ cần bản thân cậu nhận định hôn sự này là được. Nhưng mà á, chú nói trước với cậu nha, cậu cưới Hoàng Hà Nương Nương về thì cô ấy phải là chính thế đó. Sau này bất luận cậu sống thành bộ dạng gì, cũng chỉ có thể có mình cô ấy là vợ thôi. Ý của chú là, tôi còn có cơ hội có vợ bé sao? Tôi hỏi lão, ha ha ha, ha ý nghĩ không tồi, nếu trên mình sống lâu quá thì có thể thử cũng được. Ai ra, người có bi hoan ly hợp, chẳng có âm tịnh tròn khuyết, chuyện này khó mà chu toàn. Tôi làm nghề vất xác là bởi vì muốn kiếm tiền cưới vợ, giờ thì ngon rồi, còn chưa giàu có thì đã xác định cô độc cả đời. Bạch lão quỷ từng nói nếu như cưới được Hoàng Hà Nương Nương thì sẽ có diễm phúc hưởng mãi không hết, nhưng tôi biết đó là ông đang trêu gẹo tôi mà thôi. Âm dương khác biệt, Hoàng Hà Nương Nương là quỷ, thời gian lâu sẽ dần lộ rõ, âm thể đối với tôi, với cô ấy đều không có gì tốt đẹp cả. Dù tôi đã kết hôn rồi thì vẫn sống một mình thôi, quá lắm cũng chỉ là khi đêm đến không còn ai thì sẽ ra nói chuyện với tôi một chút, hoặc sẽ tạo hóa ra một giấc mộng xuân, xong chuyện rồi không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng vì mạng sống nên tôi đành chịu. Đã đến thời khắc tối dần của hoàng hôn, chỉ mỗi mình tôi đang quỳ trên tấm đệm cói giữa nhà, yên tĩnh chờ đợi Hoàng Hà Nương Nương đến. Đèn cây đỏ hai bên bàn cúng sáng le lói, chính giữa là một bài vị bằng gỗ u ám cao một thước rộng ba tấc. Trên bài vị không có chữ, được phủ lên từ tấm vải đỏ. Thời khắc giao giới của dậu tuất chính là lúc hoàng hôn, cũng là điểm phân giới giữa ban ngày và ban đêm. Đây là thời điểm yêu ma quỷ quái được thả ra để đại hành kỳ đạo, cùng người phàm cộng hưởng nhân gian. Bạch lão quỷ nói vào thời khắc giao giới, Hoàng Hà Nương Nương sẽ tự khắc tên lên bài vị của mình, phải đợi khắc chữ xong mới có thể chính thức cử hành hôn lễ. Tôi bình tâm tịnh khí chờ đợi, ban đầu còn cảm thấy có chút hoang đường không chân thật, dần dần cảm nghĩ này đã bị tôi vứt ra khỏi đầu biến thành loại cảm giác thần thánh thiêng liêng tôi nghĩ đến sinh thời của hoàng hà nương nương một cô nương với dung mạo và dáng vẻ xinh đẹp còn biết hát khúc hát hay múa giỏi chỗ chúng tôi không phải xứ sở của các mỹ nhân một cô gái như vậy bất luận là ở thôn hoặc trại nào cũng đều là đối tượng tiêu chuẩn của vô số cánh đàn ông mơ ước nhưng họ lại bởi vì những lần hiến tế phải dùng vải quấn toàn thân rồi quét dầu trầu thả mình xuống hoàng hà từ đó giang hồ trăm năm, sống trong bóng tối vô tận dưới sông Hoàng Hà. Xã hội hiện đại, Hoàng Hà Đại Vương cùng 60 vị tướng quân đã khuất xa tầm mắt của mọi người, chỉ còn duy nhất Hoàng Hà nương nương do oán khí quá nặng, thiên đạo không can thiệp, cho nên vẫn còn làm cô hồn giã quỷ ở dưới sông, trừ khi nước ở sông Hoàng Hà khô cạn mới có thể giải thoát được. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại nảy sinh vài phần cảm tình đối với Hoàng Hà nương nương. Tôi hạ quyết tâm, nếu như thật sự cưới cô ấy thì sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy cô đơn một mình như vậy nữa. Một luồng gió lạnh thổi qua, tấm vải đỏ trên bài vị được kéo xuống, phía trên lộ ra dòng chữ vô cùng tú lệ. Lâm Thị Thùy Hỏa, nguyện gả cho quân gia làm vợ, chữ viết rất nhỏ, ngọn nến lập lè, tôi còn chưa kịp nhìn rõ, thì chữ viết lại bắt đầu hiện ra, đột nhiên lại chuyển sang chữ viết nguyệt ngoạc rất lớn, chạy đi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe được bên ngoài mưa to gió lớn, thổi tung hết cửa sổ của căn phòng. Tiếp đó là dập tắt hết đèn cây nguyên căn phòng liền biến thành một màn đen tăm tối. Tôi muốn ra ngoài xem xảy ra chuyện gì, nhưng toàn thân tôi không có một chút sức lực nào cả. Giống như bị chìm trong nơi đen tối dưới nước, bên tai có bao nhiêu âm thanh vang vọng, nhưng trước mắt tôi lại không thấy gì. Lan Nhi, về nhà ăn nào con, tạ Lan, thằng nhóc này lại xin nghỉ, không muốn làm việc nữa đúng không? Tạ Lan, xin lỗi anh, chúng ta không cùng chung thế giới. chương 12, Diêm Vương điểm máu 2. Trong vô thức, Tôi nghe được rất nhiều người đang gọi tên tôi, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tôi muốn trả lời họ, nhưng không mở miệng nói được chữ nào. Cũng không biết tôi ở trong trạng thái mơ màng này bao lâu, đột nhiên cánh cửa bên ngoài bật ra, tiếp theo đó chính là bạch lão quỷ loạn trọng xông vào, khắp người đều là máu. Lão vừa xông vào thì lập tức lấy tấm ra khỉ nước, tự mình khoác một cái, cũng khoác cho tôi một cái. Tôi hỏi lão bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, lão không nói gì, chỉ nhìn chân chân ra cửa với vẻ mặt như đang nghênh đón đại địch vậy bầu trời bên ngoài cũng đen thui, vừa mưa vừa gió chả nhìn được gì cả. Sân nhà bạch lão quỷ chỉ phủ qua một lớp xi măng, cho nên nước đóng rút chậm lắm, tôi nghe được có người đang bước chậm rãi trong màn mưa. Tiếng bước chân càng đến gần, cuối cùng tôi đã nhìn rõ được bộ dạng của đối phương. Là một người phụ nữ, mặc bộ đồ cưới màu đỏ tươi, khăn trùm và cây dù trong tay cũng là màu đỏ. Cô ta chỉ đứng ở cửa, cũng không đi vào. Cô là ai? Tôi hỏi, ngươi nói xem. Người phụ nữ cười hí hí hỏi ngược lại tôi, "Bây giờ cô quay đầu vẫn còn kịp, nếu gây ra sai lầm nghiêm trọng sẽ bị trấn giữ dưới Âm Sơn không còn cơ hội trở mình đâu." Bạch lão quỷ chắn trước mặt tôi, gần giọng hét lớn, "Ha ha, người phải quay đầu không phải là ta, việc của ta đến thành hoàng âm ti còn không dám quản, càng không đến lượt một tên vớt xác nhà ngươi xía vào." Nhìn thấy cô bước qua bục cửa, Bạch lão quỷ vung tay ném tấm da khỉ nước về hướng cô ấy. Nhưng lần này lão đã tính sai một bước tấm da khỉ nước giống như một tấm vải rách, bị ả à ta dùng hai tay xé ra làm đôi. Bạch Hà Sầu, niệm tình ngươi có công đức trên người, ta không giết ngươi, hôm nay nếu ngươi còn dám cản ta, ta nhất định không tha. Cô ta lạnh giọng nói, cô làm như vậy không sợ Hoàng Hà Nương Nương sẽ tìm cô tính sổ sao. Bạch Lão Quỷ Cắn răng nói, ha ha, nhị bồ tát qua sông, Lâm Thủy Họa bây giờ còn không lo nỗi cho bản thân, làm sao có thể lo cả lang quân như ý của ả à ta chứ hả? Nói xong, cô ta bước luôn chân kia vào nhà tiến về phía tôi bạch lão quỷ lại mò thêm một tấm da khỉ nước muốn ngăn cản cô ta nhưng cô lại quay sang chừng mắt nhìn lão rồi nói một chữ cút sau đó tôi thấy bạch lão quỷ đột nhiên như bị thất tâm phong vậy vừa bò vừa lết ở dưới đất tiến ra phía cửa lão đi rồi cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm lại tiếp đó cặp đèn cầy vốn dĩ là dập tắt bây giờ lại được thắp sáng chỉ là lần này ánh sáng của đèn cầy không phải là màu lửa mà nó lại trở thành màu xanh lạnh lẽo ngọn lửa màu xanh chiếu rọi khắp phòng nhìn lên liền cảm thấy âm trầm và kinh dị thật sự người phụ nữ đó đứng trước mặt tôi áo cưới đỏ khăn phủ đầu cũng đỏ đây là giấc mơ của bao nhiêu đàn ông ao ước chỉ tiếc là khăn phủ đầu của cô ấy tôi không dám kéo xuống huống hồ chi giờ tôi không cần nhìn mặt cũng đủ biết là ai rồi người phụ nữ số khổ này đã bị ô nhục hết nửa đời còn bị hại đẩy xuống nước chết đuối sinh thời là một cô gái ngốc sau khi chết lại biến thành lệ quỷ không hơn không kém trước là hại chết tên lưu manh tả quảng tài, sau lại diệt môn cả nhà trần gia. Huệ Hương, cô quay đầu đi, nhân quả tiền kiếp của cô đã giải hết rồi, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp mà. Tôi thành khẩn nói, Huệ Hương không phải là tả quảng tài, đối mặt với tả quảng tài tôi cũng còn vài phần sức lực để chống trả, nhưng lần này lại khác, người tôi phải đối mặt là cô ta, ngoại trừ nhắm mắt chờ chết thì tôi chẳng còn cách nào cả. Đánh không lại, chỉ còn cách nói đạo lý với cô ta thôi. Quy xuống xin tha là không thể nào rồi, từ nhỏ xem biết bao nhiêu phim kinh dị Hồng Kông, càng quỳ xuống xin tha thì chết càng thảm. Ha ha, tạ lan, có phải ngươi luôn thắc mắc vì sao ta nhất quyết không tha cho ngươi? Huệ Hương hỏi, phải, tính ra thì, hình như tôi cũng chẳng làm sai chuyện gì mà đúng không? Người chết rồi phải nhập thổ quy an, tôi vất xác vốn chính là một chuyện công đức. Còn về chuyện phát sinh sau đó, cũng đâu phải tôi có thể làm chủ được, tôi không phải Phật tổ, đâu thể biết được tương lai. Người năm nay tròn 27 tuổi, không biết lão Bạch có nói với ngươi qua năm nay chính là phùng 9 năm của ngươi không? Giải thích phùng 9 năm có nghĩa là 9 năm lịch dương và 9 năm lịch âm. Chỉ cần năm sinh tuổi tác của người có số 9 thì sẽ được gọi là phùng cửu năm. Không biết là có liên quan đến tháng sinh hay là người ta tổng hợp bội số trong quá trình lâu đời, tóm lại chỉ cần là bội số 9 đều sẽ không may mắn. Hết giải thích, ở nơi chúng tôi có lưu truyền cách nói của phùng 9 năm, chính là nói khi chúng ta 9 tuổi, 18 tuổi, 27 tuổi. Có bội số 9 đều sẽ gặp phải kiếp sinh tử. Nhân gian lưu truyền, Diêm Vương gia sẽ lật sổ sinh tử trong mùng một tháng riêng, đối với người nào phùng 9 năm sẽ điểm mão ngẫu nhiên. Điểm đến tên của ai, thì người đó sẽ đến báo danh trong vòng một năm. Cho dù không bị điểm mặt đến thì những người còn lại sẽ gặp đại nạn trong năm đó, cho nên phải cẩn thận hơn nhé. Đột nhiên nghe Huệ Hương nhắc đến vấn đề này, tôi ngây ra một hồi liền hỏi cô có ý gì. Mùng một tháng riêng năm nay, Diêm Vương đã điểm mão tên của một người, và người đó chính là cậu. Tôi giết những người ô nhục tôi, thiên đạo không can thiệp, nhưng nếu tôi giết cậu, chắc chắn sẽ tích lũy được âm nước vô lượng. chương 13, Bát Tự Tống Trung một Chuyện Diêm Vương Điểm Mão tôi biết, nhưng làm sao cũng không ngờ ông Điểm Mão chỉ điểm có một người, mà còn là chính tôi nữa chứ. Nghĩ lại 20 năm nay của tạ Lan tôi, tuy hành sự có chút vô ý vô tứ, có hơi càn quấy yêu thích tự do, những tự hỏi cũng không làm gì sai trái với trời đất lương tâm mà. Làm sao cô biết được chuyện Diêm Vương Điểm Mão? Tôi lại hỏi, ha ha, cái này thì đợi ngươi chết thì ắt sẽ có người nói ngươi biết thôi. Nói xong, Huệ Hương kéo tấm khăn phủ đầu xuống, lộ ra khuôn mặt kinh khủng đáng sợ khiến tôi muốn ói ngay tại chỗ. Da thịt trên mặt phân hủy đến nghiêm trọng, cặp mắt đã biến thành hai lỗ máu rất khủng khiếp, khóe miệng hai bên tuét sâu, giống như bị xé nát ra vậy, chiếc lưỡi dài đang liếm láp những vệt máu chảy ra từ hốc mắt. Còn không có cảm dưới nữa chứ, lúc trước nghe người già trong thôn nói quỷ sẽ không có cảm dưới, cứ tưởng là những lời nói điêu, đâu ngờ lại là sự thật tôi sợ đến nỗi muốn lùi về sau theo bản năng nhưng ai ngờ chưa kịp nhúc nhích thì huệ hương đã đưa tay bóp chặt lấy cổ tôi bị dọa sợ rồi sao huệ hương nhoẻn miệng cười rồi nói tôi nuốt một ngụm nước bọt không dám trả lời người thấy quỷ đáng sợ quỷ biết người tâm độc tôi trở nên bộ dạng ngày hôm nay đều không phải là do loài người các ngươi ban cho tôi không phản bác được câu nào bởi vì cô ấy nói đều là sự thật nếu như sinh thời cô không gặp phải những nỗi nhục nhã này nếu không phải vì trần đồ phu muốn chiếm căn nhà của cô mà hại cô chết đuối nếu không phải do đạo tặc ý đồ tham lam mà đào mồ bới xác cô lên thì huệ hương cũng sẽ không trở nên bộ dạng ngày hôm nay cho nên khi cô ấy đối mặt chất vấn tôi tôi đã không còn đạo lý nào để nói nữa chỉ cần tôi giết cậu tôi có thể rửa sạch hết tội nghiệp của bản thân đầu thai làm lại từ đầu chỉ tiếc là tiếc là gì chỉ tiếc là tôi không có một chút hứng thú nào để làm người tôi hôm nay đến đây cũng không phải vì giết cậu tôi chỉ đến để lấy lại đồ của tôi mà thôi. Dứt lời, Huệ Hương thả lỏng bàn tay rồi đưa ra trước mặt tôi. Tôi nghĩ một hồi mới hiểu cô ta muốn lấy lại lọn tóc trước đó tôi đang giữ, nên đã vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy trong một cái hộp thuốc đem ra trả cho cô. Giữa tôi và anh, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Huệ Hương lấy lại lọn tóc, bung dù ra muốn rời đi, bước đến cửa cô lại ngừng và ngoảnh đầu nói với tôi một câu, bạch lão quỷ đã tính sai một bước, chỉ dựa vào hoàng hà nương nương thì không giữ mạng của cậu được đâu. Xong rồi cô như chẳng còn gì lưu luyến, từng bước từng bước rời đi, chỉ còn lại bóng lưng đỏ tựa như máu. Huệ Hương rời đi không bao lâu, Bạch lão quỷ từ bên ngoài chạy vào, toàn thân là bùn đất, nhếch nhác như chó rớt xuống nước vậy. "À, ta đi rồi." Bạch lão quỷ ngây ngốc nhìn tôi hỏi. "Ừm, tôi gật đầu, tôi đốt lò lên, giúp Bạch lão quỷ xử lý vết thương." Trên người lão chảy không ít máu, cũng may là vết thương không nặng rất rõ ràng huệ hương đã thủ hạ lưu tình, tuy là huệ hương đã trở thành lệ quỷ, tác phong hành sự cũng không tính là hung ác tàn bạo vô nhân tính. tả quảng tài là đáng chết, trần gia giết chim cướp tổ cũng là tự mình chuốc lấy mà thôi. bạch lão quỷ hỏi tôi huệ hương có nói gì với tôi không, tôi nhân cơ hội này đã tường thuật lại toàn bộ câu chuyện vừa nãy, sẵn tiện hỏi luôn chuyện diêm vương điểm máu này có phải là thật không. uổng công cậu ăn học bao nhiêu năm, nói nhăng nói cuội là gì cũng không phân biệt được sao? Bạch lão quỷ chừng tôi một cái rồi đáp, không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi cứ cảm thấy khi bạch lão quỷ nói ra câu này lại có chút trột dạ, khẩu khí không được tự nhiên cho lắm. Cho dù chuyện diêm vương điểm mão không phải là sự thật, vậy cái này ông giải thích như nào đây? Không phải ông nói đêm nay Hoàng Hà Nương Nương sẽ đến thành thân với tôi sao, rồi cô ấy đâu? Tôi chỉ lên chữ chạy đi trên bài vị lúc nãy, bạch lão quỷ nhìn thấy chữ chạy đi trên bài vị mặt lão liền biến sắc, một tay cầm lấy bài vị lên vội vàng hỏi cô ta chỉ để lại chữ này rồi thôi sao chưa nói tên cho cậu biết sao trước đó có một hàng chữ nói gì mà lâm thị thùy họa nguyện gả cho quân gia làm vợ à vậy là được cô ấy chịu nói cậu biết tên của mình thì có nghĩa là trong lòng cô ấy đã chấp nhận mối hôn sự này rồi bạch lão quỷ lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị nói vậy tại sao cô ấy còn chưa đến thành thân với tôi có phải giống như những gì huệ hương nói hiện giờ cô ấy đang gặp nạn nhi bồ tát qua sông, bản thân cũng lo không nổi. chương 14, bát tự tống chung 2. Cậu yên tâm đi, cô vợ ma này của cậu đạo hạnh cao thâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Đợi một thời gian sau tôi lại chuyển lời giúp cậu, rồi chọn ngày làm lại lễ cưới. Bạch lão quỷ đáp lời. Chú Bạch, nếu như chuyện của Huệ Hương đã qua rồi, vậy thì tôi sẽ không cần phải thành thân với Hoàng Hà Nương Nương có đúng không? Tôi cười cười hỏi lão. Hoàng Hà Nương Nương dù có đẹp thế nào thì vẫn là quỷ, mà còn là kiểu chỉ nhìn được mà không ăn được. Tôi hiện giờ đang nhiệt huyết tràn đầy, còn trong độ tuổi long tinh hổ mãnh, sao mà chịu được loại tội nhiệt này chứ? Và rồi chỉ một câu nói của bạch lão quỷ đã dập tắt hết tất cả, lão nói rằng phụ nữ thời xưa chỉ nói tên cho phu quân mình biết, bây giờ tôi đã biết tên cô ấy là Lâm Thùy Hỏa, muốn ăn và cũng muộn rồi. Ok, ngay cả Huệ Hương tôi còn trêu vào không nổi, chứ đừng nói là tôi có bản lĩnh trêu vào người lợi hại hơn cả Huệ Hương, răng cửa gãy rồi nuốt ngược vào bụng, nói chung tôi chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Nhìn thấy tôi chẳng có phản ứng gì, bạch lão quỷ lại an ủi tôi vài câu, nói cô vợ ma này của tôi rất có bản lĩnh đó, còn đặc biệt vượng phu, tương lai bất luận tôi muốn làm gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Tôi trực tiếp hỏi lão một câu, chúng tôi có thể sống cuộc sống bình thường của hai vợ chồng không? Hỏi xong là lão câm nín luôn từ đó, chuyện của Huệ Hương cứ vậy mà trôi qua, về sau tôi lại hỏi bạch lão quỷ có cần phải liệm cho cô ấy lần nữa không? bởi vì xác của cô ấy vẫn còn nằm trong quan tài của con trai họ hàng tôi bạch lão quỷ nói là không cần đâu huệ hương trở thành lệ quỷ thì cái xác chỉ là vật ngoài thân mà cô ấy chưa từng làm gì nhà họ hàng tôi cả có lẽ trong lòng cô ấy đã cho rằng đó là một chỗ đáng để ký thác nghĩ lại cũng đúng sinh thời lẻ loi hiu quạch sau khi chết có thể cùng người nhắm mắt trung huyệt đây cũng xem như là bù đắp cho cô rồi vụ án diệt môn tại trần gia cảnh sát đương nhiên không điều tra được nguyên nhân gì nhưng vì vụ án này thật sự quá lớn quá chấn động, với lại sau những chuyện xảy ra, có người sâu chuỗi lại những thương vong án mạng quỷ dị, đều cho rằng chính là Huệ Hương đã gây ra mọi thứ. Lòng người hoang mang, liền xuống núi mời một đạo sĩ bắt ma về. Vị đạo sĩ còn trẻ tuổi lắm, nhiều nhất cũng tầm 30 mà thôi, nhưng từ nhỏ đã là một đạo sĩ xuất gia, từ bỏ hồng trần, thành thạo sách tịch, vừa đến nơi đã trực tiếp dẫn người đi sang phần mộ của Huệ Hương để chiêu hồn vấn quả. Khi nhìn thấy hài cốt của Huệ Hương bị đạo tặc động tay động chân, đạo sĩ thở dài một hơi sau đó liền tìm đến nơi của bạch lão quỷ kỳ lạ là thái độ của bạch lão quỷ đối với đạo sĩ lại không mấy thân thiện cứ hỏi đến chuyện của huệ hương là nói một hai không biết đạo sĩ hòa nhã cảm thấy không hỏi được gì cũng không miễn cưỡng đứng dậy chuẩn bị rời đi trước khi đi anh ấy đứng lại nhìn tôi sâu xa rồi anh hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi câu hỏi của anh đã khiến tôi nghĩ đến huệ hương từng nói về việc phùng chín năm của tôi mặc kệ bạch lão quỷ cứ đánh xi si nhan với tôi tôi liền trả lời anh ấy năm nay tôi 27 tuổi. Ồ, năm nay là phùng 9 năm sao? Phùng 9 năm Diêm Vương gia sẽ lật sổ sinh tử điểm mão ngẫu nhiên, đa tai đa nạn A. Nếu anh chịu nói tôi nghe sinh thần bát tự của anh, tôi có thể giúp anh xem thử vận thế. Không cần, mạng của hắn, người xem không nổi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì bạch lão quỷ đã đứng dậy từ chối dùm tôi. Nhưng tôi không biết động lực đến từ đâu, đã trực tiếp đưa sinh thần bát tự cho đạo sĩ đó luôn. Đạo sĩ nghe xong liền bấm tay xem quẻ, vừa xem đến một nửa khuôn mặt anh liền biến sắc. Toát cả mồ hôi hột, dáng vẻ anh nhìn tôi tràn đầy sự bất ngờ và hoảng sợ. Muốn mở miệng nói gì đó, bất chợt anh ta loạn choạng không vững, còn phun cả ngụm máu tươi ra. Tôi vội vàng đi đến đỡ anh dậy, ai ngờ anh ta đẩy tôi ra, vùng vẫy chạy ra ngoài cổng. Tạ Lan, cậu nhớ kỹ cho tôi, từ nay về sau không được tiết lộ với bất kỳ ai sinh thần bát tự của cậu. Sau khi đạo sĩ rời đi, bạch lão quỷ đã trầm mặc nhìn tôi nói. Đừng hỏi gì cả, nói chung nếu như gã đạo sĩ đó về tới chết ngay thì còn đỡ, mà nếu như hôm nay hắn không chết, thì cậu sẽ phiền phức lắm đấy. Gì chứ, tôi giật thoát người, có như nào cũng không ngờ đến rằng tôi chỉ là đưa bát tự để xem quẻ thôi, vậy mà bạch lão quỷ lại nói những câu suối quẩy như thế. Tôi đã sớm nói hắn là không xem nổi mạng của cậu đâu, nếu xem thì chắc chắn sẽ chết không nghi hoặc gì. Bất luận là tả quảng tài trá thi, Trần Gia Diệt Môn, Hoàng Hà Nương Nương phối âm hôn, Huệ Hương đến tìm tôi giải nhân quả, tất cả những chuyện này gộp lại đều không khủng khiếp bằng câu nói của Bạch Lão Quỷ vừa nói với tôi có đúng không? Cửu Long chị Thủy tuy là hiếm gặp, nhưng cũng không tính là nghịch thiên cãi mệnh gì, người sinh vào buổi sớm tháng riêng đầy ra kia mà. Tôi cứ cảm thấy Bạch Lão Quỷ nhất định đang có chuyện gì đó rất quan trọng đang giấu tôi. Nhưng nhà tôi mấy đời làm nông, ra thế sạch sẽ thanh bạch, mà từ nhỏ đến lớn cũng đâu có điểm gì khác biệt với mọi người đâu, trên người tôi thì có thể có bí mật gì cơ chứ? chương 15, chuyện xưa tại Bạch Gia một Khoảng thời gian tiếp theo, Bạch Lão Quỷ cứ không có việc đều đi xuống núi dạo quanh khắp thị trấn. Núi này bên chúng tôi gọi là núi Phục Nhiêu, trong núi không có danh lam thắng cảnh, cũng chẳng có chim quý thú lạ, chỉ có những cánh đồng hoang và một đạo quán nổi tiếng. Đạo quán đó tên là Huệ Tề Quán, được xây dựng vào cuối triều đại nhà Thanh. Nó đã bị tàn phá nhiều lần trong chiến tranh, nhưng lần nào cũng có người đến và tài trợ trùng tu đạo sĩ trong quán giỏi lắm, nhìn ai cũng có vẻ rất có bản lĩnh, cho nên nhang khói ở huệ tề quán này trước giờ vẫn luôn nghi ngút. Có người nói bối cảnh của huệ tề quán trực thuộc đạo chính nhất uy mãnh, quán chủ đời thứ nhất là cao nhân bước ra từ phủ thiên sư, núi Long Hổ. Nhưng mà chuyện này đa phần đều là khuếch đại lên mà nói thôi, thiên sư phủ tại núi Long Hổ là thánh địa của đạo môn thiên hạ, những đạo sĩ từ trong đó bước ra có ai không phải nhân vật phi phàm đâu. Trên đời trời đất biết bao nhiêu là thiên động phúc địa, làm sao mà có thể đi đến làng quê hưu quạnh để khai tông lập phái được cơ chứ? Vị đạo sĩ giúp tôi xem quẻ bát tự cũng xuất thân từ huệ tề quán, bạch lão quỷ mấy ngày nay không có việc gì là chạy xuống núi cũng chính vì muốn biết vị đạo sĩ đó bây giờ còn sống hay đã chết. Vào giữa trưa của 7 ngày sau, bầu trời đột nhiên biến sắc. Phía xa xăm núi Phục Nhiêu, mây đen áp đỉnh phủ khắp trời, sấm chấp thoát ẩn hiện trong lớp mây kia. Sau đó không bao lâu, bạch lão quỷ huyết sáo ngân Nga đi từ bên ngoài vào, Câu đầu tiên là lão thông báo tin tức về cái chết của một người, Trần Thu. Trần Thu chính là tên của vị đạo sĩ đó, Bạch Lão Quỷ từng nói nếu anh ta xem quẻ bói mạng cho tôi thì chết chắc không nghi hoặc gì, nào ngờ đâu nó lại là thật cơ chứ. Chú Bạch, anh ta chết như nào vậy? Tôi rất muốn biết nguyên nhân mà Trần Thu qua đời, bởi vì cái chết của anh ta khiến tôi cảm thấy tội lỗi nặng nề. Đạo hạnh không đủ cường hành khuy tứ thiên cơ, nên đã bị trời trừng phạt. Giải thích khuy tứ có nghĩa là rình mò hoặc mon men muốn biết hết giải thích, trời phạt xét đánh, đó là cái chết thê thảm nhất, cũng là lời nguyền ác độc nhất. Nhưng có làm sao cũng không ngờ Trần Thu đạo trưởng chẳng qua chỉ xem quẻ bát tự của tôi, liền gặp phải chuyện không may như vậy, nhất thời hoảng hốt không nói được từ nào. Bạch lão quỷ nói đáng lẽ ngay hôm đó Trần Thu đã phải chết rồi, chỉ do hắn là đạo sĩ xuất gia, từ bỏ hồng trần, thành thạo sách tịch, nên mới cho thời hạn 7 ngày để chuộc tội. Chỉ tiếc cuối cùng đạo hạnh không đủ, không thể giành lại một sợi sinh cơ từ tay của ông trời. Chú Bạch, Bát tử của tôi có thật sự tà môn đến vậy không? Tôi nhịn không được liền hỏi, bát tử của cậu không tà, cái tà môn chính là mạng của cậu. Có nhiều thứ tốt hơn hết tạm thời cậu đừng nên biết, biết càng sớm càng không có lợi với cậu. Nói chung cậu cứ tin tôi, những gì tôi làm đều muốn tốt cho cậu, tôi tuyệt đối sẽ không hại cậu đâu. Lời này của lão tôi tin, tuy tôi biết chắc rằng lão có chuyện quan trọng đang giấu tôi, nhưng đối với tôi lại không có chút ác ý nào. Nếu không thì lão cũng không mạo hiểm tính mạng đến để cứu tôi từ tay Huệ Hương, mà nếu hôm đó lão đến trễ nửa bước thôi, thì tôi đã chết dưới tay của tả Quảng Tài từ lâu rồi. Ngày tháng sau này, cũng không có gì khác thường cho lắm. Huệ Hương đã không còn tác quái, giống như bốc hơi triệt để vậy, Huệ Tề Quán cũng không vì cái chết của Trần Thu mà làm ầm lên. Tôi và Bạch Lão Quỷ vẫn tiếp tục trèo chiếc thuyền nát, vớt xác kiếm tiền tại sông Hoàng Hà. Liên quan đến hôn sự giữa tôi với Hoàng Hà Nương Nương, Bạch Lão Quỷ bảo tôi đừng gấp, hiện tại cô ấy chưa xong việc, đợi khi nào thuận tiện thì sẽ tự biết đến tìm tôi thôi. Trong lòng tôi nghĩ, tôi gấp gì chứ, cô ấy không gấp thì ngược lại tôi vẫn còn độc thân vui vẻ kia mà. Đợi thời gian lâu dần thì cô ta quên luôn tôi cũng không chừng á, đến lúc đó tôi có thể lấy số tiền vất xác để giành được đi cưới một cô vợ, sống cuộc sống an nhàn. Ngày tháng bình lặng như thế chỉ vỏn vẹn được vài tháng, bản thân tôi đã không còn gây ra chuyện gì, nhưng bạch lão quỷ lại chọc vào một chuyện vô cùng phiền phức. Vào đầu tháng 9, có một nhân vật lớn từ ngoại địa đến tìm bạch lão quỷ. Thoạt nhìn, lai lịch của người này cũng dữ dằn à, đi theo ông còn có thêm 7-8 người hầu cận, lái chiếc Land Cruiser mà vẫn dám leo lên hai bên bờ để chạy, người dẫn đường cho họ chính là thôn trưởng Triệu Cang. Anh bạn xưng hô như nào? Sau khi đi vào sân, vị nhân vật lớn đó đi thẳng đến chỗ bạch lão quỷ hỏi chuyện. Họ bạch, mọi người gọi là bạch lão quỷ, từ cổ hoàng hà cổ đạo đa kỳ nhân, chuyện của bạch lão ca tôi đã nghe kể nhiều từ thôn trưởng của các người, Tôi muốn nhờ anh giúp tôi vớt một bộ hài cốt. Người này cũng sảng khoái lắm, vừa đến liền lộ rõ ý muốn. Ở tại bản địa sao?" Bạch lão quỷ hỏi ngược. "Không xa, ngay tại Đàm Cửu Long, Đàm Cửu Long đích thị là không xa, đường nước 30 dặm, đường bộ tuy hơi xa nhưng cũng chỉ tầm trăm dặm." Nhưng mà nơi đó rất tà môn, ban đầu Bạch lão quỷ nói tôi nghe những xác nào không được vớt, cũng có từng nói những nơi nào không được đi. Chương 16: Chuyện xưa tại Bạch gia 2 Đàm Cửu Long này chính là một trong ba nơi cấm kỵ của thủy vực mà ông đã nhắc tôi nhiều lần, người sống cấm vào, ai vào ắt sẽ chết. Vậy thì ngại quá, Đàm Cửu Long thì tôi sẽ không đi đâu, cho bao nhiêu tiền cũng thế thôi. Vừa nghe đến Đàm Cửu Long, Bạch lão quỷ từ chối ngay không chừa đường lui, đến giá cũng không thèm trả luôn kia mà. Nghe Bạch lão quỷ mở miệng cự tuyệt, mặt mũi của Triệu thôn trưởng không còn chỗ nào để treo nữa, rất hiển nhiên là ông đã nhận tiền chạy vặt của người ta rồi nếu không thì dễ gì ông ta đích thân dẫn người đến tận đây cơ chứ. Ông ta liền cười giả chân để cứu vất tình cảnh, lão bạch à, vương tiên sinh thân phận tôn quý, lần này đặc biệt đến đây là nhờ ông giúp đỡ, ông đừng nói chuyện như thế, tiền không phải là vấn đề mà. Muốn đi ông tự đi, không có mạng để xài thì có nhiều tiền để làm gì. Bạch lão quỷ trừng mắt nạt lại gã thôn trưởng sắc mặt của triệu thôn trưởng càng khó coi, càng u ám hơn lúc nãy. Người xưa có câu, sơn cùng thủy tận ra điêu dân có thể làm cán bộ ở một nơi chim không thèm ỉa như này, đa phần đều là con ông cháu cha, sau lưng đều có thế lực của gia tộc. Nếu như không phải do Triệu thôn trưởng phải nể mặt vị nhân vật đó nên lão không dễ phát tiết, bằng không tôi nghĩ lão đã chỉ mặt chửi xối xả rồi. Sau khi bị Bạch lão quỷ từ chối, vị khách quý đó sắc mặt như thường, như không có chuyện gì xảy mà đứng đó, quét mắt nhìn xung quanh căn nhà. Ông không nói gì, nhưng đằng sau có một tên hầu cận to tướng còn có vết sẹo ngay mặt bước ra. Gã mặt sẹo đó đi vài bước đến trước mặt của bạch lão quỷ, cũng không nói gì, chỉ nhìn chầm chập vào lão bạch. Con người ai cũng phải có khí chất, gã mặt sẹo đó có khí chất áp bức vô cùng mạnh mẽ, nhất là đôi mắt hung tợn sắc bén, giống như muốn giết người vậy. Ngược lại, tấm thân già mỏng manh bọc chiếc áo khoác cũ rích nhất thời bị khí chất của hắn một phát quét sạch. Bạch lão quỷ sinh ra vốn đã không đủ tráng niên, giờ phút này nhìn hèn nhát vô cùng. Bị gã mặt sẹo nhìn đến nỗi bất giác dùng mình, mà tôi đứng một bên đến thở cũng không dám thở mạnh. Quỷ mà còn sợ kẻ ác, huống hồ chi là người dân lương thiện như tôi. Cứ vậy mà nhìn nhau được một hồi, bạch lão quỷ sắp gồng không nổi nữa, lão đột nhiên đưa chân, ngoảnh đầu chạy vào nhà. Lúc quay lại, trong tay ôm ra ba tấm bài vị đen xì. Nhìn thấy bạch lão quỷ ôm bài vị vượt qua mặt gã mặt thẹo đi tới nơi vị khách quý kia đang đứng, lớn tiếng nói, bạch ra tôi làm nghề vớt xác từ đời cụ tổ của tôi, đây là bài vị của cụ ấy. Cái này là của ông tôi còn đây là cha tôi bài vị của họ đều ở đây nhưng xác của họ vẫn còn đang ở đàm cửu long chỉ cần hôm nay ngươi cho ta một lý do để ta đến đàm cửu long bạch lão quỷ ta nhất định sẽ đi với ngươi không ai ngờ tới bạch lão quỷ đột nhiên ôm bài vị của tổ tiên mình ra đây lần này thì không còn ai dám nói gì nữa một đoàn người đến nhanh đi cũng nhanh đợi khi họ đi hết tôi vội vàng đóng cửa vừa vào đến nhà liền thấy bạch lão quỷ đang cầm những tấm bài vị vứt vào lò lửa chú bạch chú làm vậy là sao Tôi giật mình hỏi lão, bia đỡ đạn chỉ dùng được một lần, giữ chúng lại để làm gì? Nhưng mà, đây đều là tổ tiên của chú cơ mà, chú làm vậy, tôi hết nói nổi luôn rồi, bởi vì tôi chưa từng thấy qua ai lại đi đốt bài vị của tổ tiên mình cơ chứ. Đây không chỉ là đại nghịch bất đạo, thật không tưởng tượng nổi mà. Tổ tiên không ra gì, thì thờ làm chi? Được, tôi cạn lời. Trước giờ chỉ nghe nói con cháu không ra gì, chứ chưa từng nghe tổ tiên chẳng ra gì bao giờ. Nghe lão bắt đầu nói nhăn nói cuội tôi không ở trong nhà nữa xoay người đi ra sân ngồi để lão bình tĩnh lại bạch gia bao đời làm nghề vớt xác bình thường cũng không mấy tiếp xúc với mọi người liên quan đến cái chết của người nhà họ đương nhiên là không ai biết đến rồi nếu như không phải bạch lão quỷ đột nhiên lôi bài vị gia làm bia đỡ đạn thì chắc ngay đến cả tôi cũng không biết thi thể của họ vẫn còn bị mắc kẹt tại đàm cửu long không còn nghi ngờ gì nữa bạch gia đang ẩn chứa một câu chuyện gia tộc vô cùng bi thương và ly kỳ càng làm tôi cảm thấy hiếu kỳ hơn liên quan đến đàm cửu long ở bản địa chúng tôi cũng có nhiều câu chuyện thần bí lắm đàm cửu long này không phải từ cổ đã có đâu mà nó được hình thành từ một trăm mấy năm trước thời hoa hạ loạn thế giải thích hoa hạ là dùng để chỉ những người cư dân nông nghiệp bán du mục sống ở phía bắc sông dương tử là tổ tiên trực tiếp của người hán sống ở vùng trung nguyên tại lưu vực sông hoàng hà trước khi họ mở rộng lãnh thổ ra khắp tứ di đây là thuật ngữ lỏng lẻo để chỉ những người trung quốc cổ xưa trước thời kỳ phong kiến của trung quốc người hoa hạ tự nhận mình là trung hoa trung quốc Hết giải thích, thì ra đàm cửu long ban đầu chỉ là một ngọn núi được bao quanh bởi nước sông Hoàng Hà, nối từ đầu đến cuối với núi Phục Nghiêu. Hơn 100 năm trước thời hoa hạ loạn thế, sông Hoàng Hà đã phải hứng chịu một trận lũ lụt hy hữu. Nước ngập cả hai bên sông Hoàng Hà, nhấn chìm vô số thị trấn và làng mạc, cũng cuốn trôi luôn ngọn núi đó. Hôm nay khi ăn cơm, Bạch Lão Quỷ đã chủ động kể tôi nghe về chuyện của đàm cửu long. Nghe Lão kể xong tôi mới biết, thì ra đằng sau Đàm Cửu Long lại ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa đến thế. Chương 17, Đầu Rồng Hoàng Kim 1. Bạch lão quỷ nói: "Năm đó khi trận Hồng Thủy rút nước, xung quanh Đàm Cửu Long vẫn luôn không yên bình, xương trắng che phủ cả dòng sông, đêm đến là nghe quỷ khóc. Sau này có đạo sĩ đến đây làm phép, luyện ra chín tượng đầu rồng hoàng kim chìm xuống đáy nước, có thế mới khôi phục được sự yên bình bây giờ." Dần dần nó lại trở thành truyền thuyết lưu truyền tại nhân gian. Chuyện kể rằng trận hồng thủy năm đó chính là do cửu long phẫn nộ, về sau chín con ác long này bị sơn thần của núi Phục Nghiêu dùng một nửa thân núi để chấn áp, trực tiếp ép vỡ cả đầu rồng, ngăn chặn được hồng thủy. Cửu long sau khi chết oán khí không tan, là vị đạo sĩ dùng hoàng kim đúc ra chín tượng đầu rồng để đắp vào xác của chúng, vậy mới có thể đem hết chúng nó đi siêu độ. Sự việc này đã xảy ra hơn 100 năm về trước, trong khoảng thời gian này, cũng có rất nhiều biệt bảo nhân từng đánh chú ý lên cái đầu rồng hoàng kim này. Nhưng ngoại trừ phát hiện một hang động thần bí dưới đáy sông thì chẳng thu hoạch được gì, mà những người có ý đồ muốn xâm nhập vào sâu trong hang cũng xác chìm đáy sông. Thế nên từ những chuyện này, không ai dám đi đến Đàm Cửu Long cả, cuối cùng nơi này đã trở thành cấm địa người sống qua miệng của mọi người trong thôn. Chú Bạch, nghe ngữ điệu của chú, không lẽ truyền thuyết tại Đàm Cửu Long là thật sao? Nghe đến đây tôi liền hỏi lão, tuy những chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng tôi có thể nói cậu nghe rằng việc đạo sĩ luyện hoàng kim đúc chín tượng đầu dùng tuyệt đối là sự thật. còn về phần có phải là chín con ác long hay không thì chẳng ai biết rõ. bạch lão quỷ đáp thế chú có chứng cứ gì không? tôi lại hỏi tiếp sự tồn tại của huệ tề quán chính là chứng cứ. đột nhiên bạch lão quỷ nhắc đến huệ tề quán càng khiến tôi cảm thấy hiếu kỳ hơn. bởi vì trong truyền thuyết quán chủ đời thứ nhất của huệ tề quán xuất thân từ phủ thiên sư đây hiển nhiên là chuyện không thể nào rồi chú bạch chú đừng nói với tôi truyền thuyết ở huệ tề quán cũng là thật đó nha. Quán chủ đời thứ nhất xuất thân từ núi Long Hổ Phủ Thiên Sư gì đó hả? Nói nhảm, cậu tưởng ai cũng chịu chơi đến nỗi dùng đầu rồng hoàng kim để bình định oán khí sao? Được thôi, nhưng bạch gia của chú lại có quan hệ gì với đàm cửu Long vậy? Tôi hỏi tiếp, tôi làm nghề vất xác không phải vì kiếm tiền đâu. Bạch lão quỷ nốc một ngụm rượu rồi đáp, lời này của ông tôi tin, sẽ không ai vì kiếm tiền mà chôn cả đời của mình vào nghề này cả. Nghề vớt xác là một nghề cấm kỵ, không giống như những gì người bình thường hay giới thiệu, chỉ cần làm nghề vớt xác thì phải gánh chịu sự cô độc và xa lánh của quần thể. Nếu không phải vì miếng cơm manh áo, vẫn còn có cô gái cắn răng làm vợ của người vớt xác, chứ xã hội hiện nay thì làm gì có người nguyện ý cơ chứ. Nếu như mấy năm trước bạch lão quỷ đổi nghề, chắc là có thể cưới vợ sinh con, sống một cuộc sống của người bình thường, nhưng bây giờ lão đã có tuổi, muốn lập gia đình e là đã muộn rồi. Nhưng tôi thấy lão hình như không có ý định tìm bạn đời thì phải, không lẽ tính cả đời cô độc đến giả thật sao? Tôi làm nghề vớt xác là muốn tích lũy công đức để rửa sạch tội nghiệp của tổ tiên, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông rằng, hậu nhân của Bạch gia dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể rửa sạch được. Cho nên tôi căn bản không còn muốn kế thừa nhang khói cho Bạch gia, chính vì không muốn con cháu của tôi ôm tội nghiệp ra đời." Giọng nói của Bạch lão quỷ đầy thương cảm, "Chú Bạch, tiên gia nhà chú rốt cuộc đã làm sai chuyện gì thế?" Chuyện này phải nói từ lúc vị đạo sĩ ở Phủ Thiên Sư đến bản địa làm phép hơn 100 năm trước, lấy hoàng kim đúc đầu rồng để bình định oán khí. Tiếp theo đó, Bạch Lão Quỷ lại kể cho tôi nghe một câu chuyện vô cùng lạ thường. Ban đầu sau khi vị đạo sĩ đúc luyện thành công chín tượng đầu rồng hoàng kim, phải tìm một người thợ lặn giỏi dựa theo vị trí họ đã dự định để đưa đầu rồng xuống đáy sông. Bạch ra bao đời sống dọc bên bờ sông Hoàng Hà, dựa vào nghề đánh cá để kiếm sống mỗi ngày. Cụ tổ của Bạch Lão Quỷ nổi tiếng là một lãng lý Bạch Điều, được mọi người trong thôn đề cử để gánh vác chuyện này, vác từng tượng đầu rồng, từng cái lặn xuống đáy sông. Giải thích lãng lý bạch điều nghĩa là cá trắng trong sóng, nói nôm na là kiểu thợ lặn rất giỏi. Hết giải thích, phải công nhận vị đạo sĩ đó thủ đoạn thực sự rất thông thiên, các vị trí được dự định đặt trước là ở phía trên mắt sông, đầu rồng vừa đưa xuống liền không còn thấy dấu vết. Hoàng hà nước đục, cũng không biết vị đạo sĩ sinh ra có đôi mắt lợi hại đến cỡ nào, mới xác định được vị trí không sai như thế chương 18, đầu rồng hoàng kim 2. Sau này tôi mới biết thủ đoạn này trong đạo môn gọi là thiên nhãn thông, biệt bảo nhân còn có tên hoàng kim nhãn, có thể nhận biết được ánh sáng của địa khí và bảo khí. Không chỉ họ có bản lĩnh này, mà bạch lão quỷ cũng có. Bạch lão quỷ dám làm nghề vớt xác là bởi vì lão có thể nhìn thấy được những tinh quái dưới nước, cho dù là khỉ nước hay hà đồng cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của lão. Về vấn đề chính hầy, khi lần lượt đặt tám tượng đầu rồng xong, vị cụ tổ của bạch lão quỷ bắt đầu động phải tà tâm. Tượng đầu rồng thứ 9 cụ không dựa theo vị trí của đạo sĩ đưa nó vào mắt sông, mà lại vùi nó vào đống bùn ở kế bên con mắt đó. Đợi đến khi họ đều giải tán thì lại lén lút lấy nó ra. Người xưa nói hay lắm, thịnh thế cổ đồng loạn thế hoàng kim. Trong thời đại chiến tranh loạn lạc, vì vàng bạc đến tính mạng cũng dám bỏ ra chứ nói chi là. Đợi đến lúc vị đạo sĩ làm phép xong rời khỏi, ngay đêm đó cụ tổ liền vội vàng chìm xuống đáy sông nơi giấu cái đầu rồng thứ 9, lấy nó lên rồi cất trong nhà. Chuyện này cụ cứ nghĩ sẽ không bị lộ dấu vết nào, nhưng cụ đâu ngờ bởi vì lần đó mà cụ đã phạm phải sai lầm tay trời. Sang ngày thứ hai vị đạo sĩ đó trực tiếp tìm đến cửa, hỏi cụ có phải đã động tay chân với cái tượng đầu rồng thứ 9 rồi không? Cụ tổ tất nhiên là không thừa nhận rồi, mở mắt nói láo với đạo sĩ rằng đã dựa theo vị trí mà ông yêu cầu đặt đầu rồng vào đó rồi mà. Vị đạo sĩ không tranh luận gì, mà chỉ nhìn chằm chặp vào cụ, trong mắt không mang sự phẫn nộ, mà lại mang theo nỗi bi ai vô tận. Cụ tổ của bạch lão quỷ bị ông nhìn đến rợn cả tóc gáy, bởi vì nhìn thì thấy như vị đạo sĩ tùy ý đứng đại một chỗ trong sân nhà, nhưng vừa hay lại đứng trên cái đầu rồng mà ông chôn dưới đất. Đạo sĩ không vạch trần lời nói dối của cụ, mà chỉ là muốn cụ đi theo đến nơi hành pháp ban đầu. Đến nơi, vị đạo sĩ chỉ vào nơi mắt sông, chỗ mà vốn dĩ phải đặt cái đầu rồng ở đó, rồi nói một hơi thật dài với cụ tổ bạch, Nơi này vốn chỉ cần để thêm một tượng đầu rồng hoàng kim thì có thể hóa giải được oán khí của cửu long, bây giờ chỉ vì sự ích kỷ tham lam mà ông phá vỡ trận pháp của tôi. Bây giờ mắt sông không đủ, tôi chỉ đành dùng mạng sống mình để cược. Tôi là người đầu tiên, ông là người thứ hai, từ đây về sau, bạch ra mỗi đời đều phải có một người đến để thế chỗ mắt sông này. Nói xong câu này, vị đạo sĩ chỉnh lý y quan, đưa kiếm pháp sư tùy thân, hiệu lệnh, pháp ấn, toàn bộ đều đưa hết cho các đệ tử tháp tung mà các vị đệ tử thì nước mắt đầm đìa, khóc không thành tiếng. Nhìn thấy tình cảnh này, cụ tổ bạch nhất thời hoang mang tột độ. Cụ vội vàng thừa nhận chuyện mình đã giấu đi tượng đầu rồng đó, bảo là bây giờ lập tức về nhà lấy ra lấp vào mắt sông đó. Vô nại đạo sư nói đã quá muộn rồi, nói xong vị đạo sĩ đó liền ôm hận nhảy sông, rồi không còn thấy nổi lên nữa. Sau này thì sao, tôi hỏi tiếp, sau này đệ tử tháp thùng của ông đã kế thừa lại vị trí đó, dựng lên huệ tề quán tại núi Phục Nghiêu. Về sau nữa, cái chỗ mắt sông chưa được lấp lại dần dần trở thành một cái hố đen không đáy, nuốt chửng bao nhiêu biệt bảo nhân đến săn báu vật, thậm chí là vô số sinh linh vô tri bất giác đột nhập vào nơi này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một câu chuyện lôi cuốn vào cảnh ngoạn ngục, nhưng nếu là câu chuyện thì thật sự nó không có bất kỳ khuyết điểm nào cả. Ác Long, Đạo Sĩ, Đầu Rồng Hoàng Kim, Hy Sinh, Sự Tham Ô của Con Người, Tội Đi Đôi Với Phạt, tựa hồ như bao gồm những nguyên tố đang có trong câu chuyện nhưng nếu như nó được xem là người thật việc thật để nghe thì đó lại là một câu chuyện rất bi thương cụ tổ bạch vì tham lam tiền tài nhưng loại tội nghiệp này không đến nỗi phải dùng tính mạng của con cháu đời sau để trả quan trọng còn phải xem vì chuyện này mà cụ đã phạm sai lầm tài trời gì nữa điểm này thì bạch lão quỷ vẫn chưa kể tôi nghe chú bạch chú sẽ đi lấp mắt sông chứ tôi trầm mặc một lúc rồi hỏi nếu theo lời của gã đạo sĩ kia đã định thì năm nay đã đến lượt tôi đi lấp mắt sông nhưng mà tôi sẽ không đi đâu nói tới đây bạch lão quỷ ngẩng đầu lên nhìn tôi nhìn đến nỗi tôi khó chịu luôn ấy trong lòng còn trỗi dậy cảm giác khủng hoảng nói không thành lời bạch lão quỷ tốn bao nhiêu sức lực để đánh chủ ý lên người tôi cứ suốt ngày khuyên tôi theo lão làm nghề vớt xác mà cha tôi lại một hai đòi tôi về nhà cũng do cám dỗ của lão bạch đây mà ra với lại tôi nghe mẹ tôi kể lại rằng lúc tôi vừa chào đời là lão đã định nhận tôi làm con nuôi mới ghê á bao nhiêu chuyện sâu chuỗi lại tôi cũng rút ra được một kết luận đáng sợ đừng có nói là lão muốn tôi đi lấp mắt sông à nha dẫn hoài đi nếu thật sự là như vậy thì hôm nay tôi nhất định sẽ cá chết lưới rách làm tới cùng tội nghiệp của tổ tiên bạch gia không dính dáng một cọng lông nào với tạ lan tôi cả có được không tôi không đi lấp mắt sông là bởi vì bạch gia tôi chẳng làm sai chuyện gì người thật sự làm sai chính là vị đạo sĩ bước ra từ phủ thiên sư ông ta đã làm gì cơ tôi không biết bạch lão quỷ cười khổ trả lời ông không biết á Tôi ngây người nói, đấy là cô dâu quỷ của cậu nói tôi hay rằng chuyện đàm cửu long năm xưa, bạch ra tôi không hề làm sai điều gì, nếu như cậu muốn biết chân tướng. Đợi khi gặp cô ấy hỏi rõ là được chứ gì, chương 19, Trần Lão Quán Chủ một ngàn vạn lần cũng không ngờ đến cuối, bạch lão quỷ lại lôi Hoàng Hà Nương Nương vào câu chuyện này, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu, thời gian tồn tại của Hoàng Hà Nương Nương chắc chắn sẽ sớm hơn lúc đàm cửu long được hình thành, chuyện ở Hoàng Hà thì sao mà giấu được cô chứ bạch lão quỷ là một tay kể chuyện thứ thiệt lúc sau lão còn kể tôi nghe thêm vài chuyện ly kỳ về đàm cửu long câu chuyện đã kết thúc rất lâu rồi nhưng trong lòng tôi vẫn trầm mặc suy tư trong những gì lão vừa kể nằm trên giường nhưng lại không tài nào chợp mắt tôi liền đem tất cả mọi chuyện sơ lược lại một lần từ lúc bắt đầu vào nghề vớt xác cho đến nay muốn từ trong đó tìm ra những thông tin liên quan đến thân thế của tôi nhưng tiếc là cho đến khi tôi ngủ quên mất cũng chẳng nghĩ ra được chút manh mối nào có câu hay nghĩ đến chuyện gì thì sẽ mơ thấy chuyện đấy Đêm đó tôi nằm mơ thấy chín con ác long, toàn thân đen xì, đầu rồng dữ tợn khiếp đảm, chúng nó âm thầm lượn lờ dưới đáy sông Hoàng Hà, khắp người đều là những sợi xích sắt, dường như đang dùng hết sức để kéo lê thứ gì đó vậy. Tôi đang cố gắng nhìn xem thứ mà chúng nó kéo là thứ gì, nhưng Hoàng Hà lúc đó sóng biển cuồn cuộn, tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ nó là gì. Sang ngày thứ hai, tên họ vương đó lại tìm đến. Lần này vị khách đó không dẫn theo ai cả, chỉ có một vị đạo sĩ đến cùng, nhìn bộ đồ giống y hệt như hôm qua, có thể cũng từ huệ tề quán đến đây. Tuổi tác của ông lớn hơn trần thu rất nhiều, mái tóc bạc cùng với khuôn mặt sần sùi như vỏ cây, nếp nhăn nhìn thấy rõ, chắc hẳn đã trải qua nhiều cuộc bể dâu lắm mới thành ra như vậy. Trong tay cầm theo cái phất trần, bên hông còn có cây kiếm pháp sư, nhìn cây kiếm cũng đủ hiểu nó lâu đời cỡ nào rồi. Kiếm pháp sư chính là vật tượng trưng của các đạo sĩ, chính là thẻ bài để thông hành âm dương hai giới, mà không phải đạo sĩ nào cũng có tư cách đeo kiếm đâu nha muốn phối kiếm nhất định phải công đức thông đạt, có thể vẽ bổ niệm chú để báo lên cửu thiên, trình xuống cửu u mới được. Truyền thuyết kể rằng trong đạo môn vẫn còn sử tịch chuyên dùng kiếm pháp sư ngự sử, chỉ cần một cây kiếm liền có thể thỉnh thần hóa sát, thậm chí còn có thể tiếp dẫn thiên lôi trên trời. Vương tiên sinh mời cả trần quán chủ đến đây, là đã quyết định muốn bạch ra chúng tôi đoạn tuyệt nhang khói sao. Nhìn thấy hai người bước vào, sắc mặt của bạch lão quỷ khó coi đến đỉnh điểm luôn rồi. Là một người con, thì sao có thể để hài cốt của cha mình chôn cả đời trong đàm cửu long chứ chuyện này vẫn nên nhờ bạch huynh giúp đỡ thôi tên họ vương đó nhẫn nại đáp lời cha của vương tiên sinh là lão bạch hỏi tiếp vương di phong ha ha thì ra cậu chính là hậu nhân của ông ấy sao cậu đây là không phải muốn tôi đi vớt xác của cha cậu e chỉ là muốn tôi dẫn đường cho cậu để vớt phân thủy kiếm của vương ra nhà cậu mới đúng tôi nói có sai không bạch lão quỷ cười lạnh nói Phân thủy kiếm của vương gia tôi cũng đã nghe qua Bạch lão quỷ kể đến. Truyền thuyết phân thủy kiếm tức là pháp khí mà Đại Vũ trị thủy dùng để cải đạo hoàng hà, phân chia mực nước còn có thể kiểm soát được nước lũ. Nhưng phân thủy kiếm của vương gia đương nhiên không phải là thần khí của Đại Vũ để lại rồi, ấy thế mà nó cũng có công dụng hộ thể trong nước. Cũng chính vì có được cây phân thủy kiếm này, cho nên vương gia trong giới biệt bảo nhân lên như diều gặp gió, trong khoảng thời gian tiên phong có thể sánh ngang bằng Trương gia tại quan ngoại luôn. Thời đó trong giới hay nói rằng bảo bối trên núi đều họ trương, bảo bối dưới nước đều họ vương. Tầm quan trọng của phân thủy kiếm đối với vương gia cũng là điều hiển nhiên có thể nhìn thấy được. 30 năm trước, vương di phong đem theo phân thủy kiếm đi đến nơi của chúng tôi, mục đích chính là muốn đánh chủ ý lên đầu rồng hoàng kim tại đàm cửu long, thế là cầm kiếm đích thân xuống nước, rồi sau đó không thấy trở về nữa. Tên họ vương bị bạch lão quỷ nói chúng tim đen nhưng vẫn không có phản ứng gì thái quá, cũng không tranh luận gì với lão, mà chỉ quay đầu đi đến bên Trần Quán Chủ đang đứng đó. Bạch Lão Quỷ cũng rời tầm mắt lên người của Trần Quán Chủ, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Từ lúc Trần Quán Chủ bước vào liền đứng yên một bên, mặt mày trầm lặng, thần sắc lãnh đạm, tùy tiện đứng chết lặng như một cái cây, tách biệt với thế giới vậy đó. Thật ra tôi đã phát hiện ra từ sớm, gã đạo sĩ này mới là người Lão Bạch đề phòng nhất. Vương gia tuy là có thế lực, Bạch Lão Quỷ cũng chẳng thấy sợ sệt gì. Nhưng Trần Quán Chủ thì khác, ông ta không phải là người ngoài, mà chính là vị truyền nhân của lão đạo sĩ năm ấy. Chuyện của bạch gia ông ta đều rõ mồn một, một, nói không phải ngoa chứ ông ta còn nắm trong tay mệnh mạch của bạch gia đấy. Bạch lão quỷ có thể lựa chọn không lấp mắt xong, nhưng chỉ cần trần quán chủ mở lời, lão không đi cũng không được. chương 20, trần lão quán chủ 2, bạch hà sầu, tiết trung nguyên năm nay người có dự tính gì? Trần quán chủ nhàn hạ lên tiếng, hỏi một câu tựa hồ như rất tùy ý. Bạch lão quỷ nghe được câu hỏi đó, trên mặt lộ ra vô vàn biểu cảm, có phẫn nộ, có bi thương, cũng có nhục nhã, có hổ thẹn. Cuối cùng lão kiên quyết trả lời, không tính gì hết. Nói như thế, người không có dự định đi lấp mắt sông sao? Ngữ điệu của Trần quán chủ vẫn bình thản vô cùng, chẳng có một chút giật mình khi Bạch lão quỷ lớn tiếng trả lời như thế. Bạch lão quỷ mở miệng muốn biện giải gì đó, nhưng đến cuối vẫn là cúi đầu chẳng nói được gì. Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt cũng qua đi 100 năm hơn. Dạo này ta thường hay mơ thấy sư phụ ông nói sự việc năm đó là lỗi của ông, không nên đay nghiến xả giận lên bạch gia của ngươi. Cho dù khi ấy cụ tổ của ngươi không giấu đi tượng đầu rồng thứ 9, thì những gì đến vẫn sẽ đến thôi. Hay cho câu những gì nên đến vẫn sẽ đến, vậy bao nhiêu người của bạch gia chúng tôi hy sinh được tính là gì chứ hả? Nghe đến đây bạch lão quỷ đã không còn nhịn được nữa mà gào lên phản bác. So với cái chết của sư phụ tôi, thì chẳng tính là gì cả. Trần Quán chủ nhắc đến cái chết của sư phụ ông, ngữ điệu vô cùng bi thương sau này hoàng hà nương nương nói với tôi nhánh núi của núi phục nghiêu không phải bị hồng thủy làm đổ đâu mà là bị đạo sĩ dùng thuật di rời núi chuyển nó đi mất một đạo sĩ có thể rời được cả núi là khái niệm gì so với ông mà nói phàm nhân thật sự không khác gì với con sâu cái kiến những gì mà bạch gia hy sinh chẳng tính là cây đinh gì cả hôm nay ta đến đây không liên quan gì đến vương gia cả là ta có chuyện muốn hỏi ngươi ta từng bế quan một thời gian sau khi xuất quan thì mới biết một đồ đệ của ta đã chết Người đó tên Trần Thu, từ nhỏ được ta nhận nuôi, rất có duyên với Huệ Căn, nhưng lại chết vì bị trời phạt. Nghe nói khi nó về đã ghé qua đây để tìm ngươi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa nghe Trần Quán Chủ nhắc đến Trần Thu, trong lòng tôi thầm nghĩ đúng thật cái gì đến cũng sẽ đến. Huệ Tề Quán vẫn không truy cứu cái chết của Trần Thu, thì ra là đợi lão đạo này xuất quan. Không biết gì hết, Bạch Lão Quỷ trả lời. Ồ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã nhắc đến chuyện của sư phụ ta chứ bạch lão quỷ ta biết trong lòng ngươi đang giấu nhẹm đi rất nhiều lưu truyền của tổ tiên để lại ta hy vọng ngươi hãy để nó mục nát trong bụng ngươi càng tốt trần quán chủ dặn dò thêm một câu cái này tôi tự biết chừng mực nghe đoạn đối thoại của hai người xem ra tối hôm qua bạch lão quỷ còn chưa kể hết cho tôi nghe mọi chuyện chắc chắn là còn chuyện gì giấu tôi nữa với lại chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi vì đây là chuyện riêng tư của bạch gia tôi cũng lười đoán lười nghĩ đi nói tới đây trần quán chủ chuẩn bị rời đi tên họ vương kia cũng đi theo ra ngoài. Tôi đi theo sau họ, đợi họ đi rồi đóng cửa. Nhưng ai ngờ lúc tôi chuẩn bị đóng cửa, Trần Quán Chủ đang bước ra ngoài đột nhiên quay lại nhìn tôi và nói, Bạch Lão Quỷ không biết chuyện của Trần Thu, thế cậu có biết không? Tôi không biết gì cả, tôi bị dọa đến vội vàng phủ nhận, sợ rằng ông sẽ phát hiện ra điều gì. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? 27, ô, thì ra năm nay là phùng 9 năm của cậu, từ tướng mạo của cậu tôi nhìn thấy được năm nay cậu sẽ có kiếp sinh tử. Nhưng bởi vì có quý nhân tương trợ, tránh được kiếp nạn. Cậu có nguyện ý cho tôi biết sinh thần bát tự của cậu không, để tôi xem kỹ hơn cho cậu?" Câu nói của Trần quán chủ giống y hệt như Trần Thu đã nói, "Nhưng tôi nào dám đưa sinh thần bát tự cho người ta biết nữa chứ?" Thấy tôi vội vàng lắc tay từ chối, Trần quán chủ cũng không ép buộc tôi, ngồi lên chiếc xe của tên họ Vương đó rồi rời đi. Vào trong nhà, tôi đem chuyện Trần quán chủ hỏi sinh thần bát tự của tôi cho lão Bạch nghe, lão nghe xong liền bị dọa cho một phen cũng may là cậu không nói với lão già đó với cũng may là lão già đó không hỏi nhiều nếu không thì cô vợ quỷ của cậu cũng không bảo vệ cho cậu được câu nói này huệ hương cũng đã từng nói với tôi cô ta nói bạch lão quỷ đã tính sai một bước chỉ dựa vào một hoàng hà nương nương sẽ không bảo vệ được tôi đâu thế là tôi liền hỏi lão lão đạo sĩ đó thật sự lợi hại đến thế sao lão già mũi trâu đó đạo hạnh thế nào thì tôi chưa gặp nên chẳng nói được nhưng cậu cũng thấy cây kiếm tùy thân của ông ta rồi đúng không chính là pháp kiếm của vị đạo sĩ hồi xưa từng sử dụng, chỉ dựa vào cây kiếm đó thôi liền có thể điều động người từ núi Long Hổ phủ Thiên sư đến bất cứ lúc nào đấy. Chú Bạch, nói như thế chắc địa vị của vị đạo sĩ năm xưa hẳn là cao lắm nhỉ. Nói nhảm sao, sinh thời vị đạo sĩ đó là chính nhất uy vũ hành tàu thiên hạ, địa vị đương nhiên không dưới quyền của trưởng giáo rồi. Chương 21, Vương gia cầu hôn 1. Bạch lão quỷ nói nếu tên họ Vương đó có dính líu đến lão Trần gia bò thì chuyện phân thủy kiếm chắc chắn phải làm cho bằng được. Bọn họ lại đến tìm lão nữa cho mà xem. Chú Bạch, vị Trần quán chủ đó không phải đã nói không liên quan đến chuyện của vương gia rồi sao? Tôi hỏi, nói thì nói thế, nhưng bên trong chắc chắn vẫn có nhúng tay vào. Vương gia bao đời làm nghề biệt bảo, trong nhà có bao nhiêu là bảo bối quý hiếm, ông ta nhìn thì thấy có cốt cách thần tiên, nhưng ai mà chẳng sợ chết cơ chứ, đến độ tuổi của ông thì nhất định phải nghĩ cách để duy trì tuổi thọ của mình. Tiểu tử, cậu có biết báu vật giá trị nhất ở dưới nước là cái gì không? là gì cơ tôi lại hỏi tây hải lão bảng thổ linh châu bắc hải huyền quy phụ hà đồ đông hải ngư long kinh thiên biến nam hải giao nhân triệt giả khốc dịch nghĩa tây hải trai già nhổ linh châu bắc hải linh quy trên mai có bản đồ dòng sông đông hải cá hóa dòng trời đất dung chuyển nam hải người cá khóc về đêm bài thơ này chính là muốn nói dưới nước có bốn vật đáng giá nhất đó là nguyệt hoa châu linh quy giáp long dương diên giao nhân lệ đây chính là bốn vật trí bảo dưới nước nhân gian hiếm khi gặp được Mỗi món đều giá trị liên thành, thần tiên gặp rồi cũng phải rung động thôi Vương gia mấy đời biệt bảo, của cải thâm hậu, tương truyền rằng gia tộc họ còn cất giấu những ba giọt dao nhân lệ Chỉ cần chịu đưa ra dù chỉ một giọt thôi, thì trần quán chủ dễ gì không động tâm cơ chứ Nếu thật sự lão đầu đó nhúng tay vào thì chuyện này sẽ rất phiền phức Chuyện đi đến đàm cửu long cho tên họ vương kia chắc chắn cũng đến tay tôi Thật ra thì tôi biết cây phân thủy kiếm đó ở đâu, cũng có chắc để lấy nó về chỉ là tên họ vương đó muốn cây kiếm đó chủ yếu là cầu tài mà phân thủy kiếm sau sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều là thứ quan trọng để tiết lộ bí mật thân thế về cậu tôi phải vì cậu mà giữ nó lại chứ có liên quan đến thân thế của tôi sao ừm nếu như cậu muốn biết thân thế của cậu tương lai nhất định sẽ phải đến đàm cửu long một chuyến cậu không có bản lĩnh như tôi rời xa phân thủy kiếm chắc chắn sẽ không vào được thật không ngờ lão bạch không nguyện ý giúp tên họ vương kia là vì lý do này vậy mà tôi cứ tưởng rằng lão không đi là do sợ chết ở trong đó chứ chúng tôi đoán được trần quán chủ nhất định sẽ giúp tên họ vương đó nhưng làm sao cũng không ngờ lão ta lại làm theo cách này nửa tháng sau một tin sốt dẻo được bùng phát tại thôn hạ bá tên họ vương đó muốn trùng tu lại cổ tế đài hoàng hà vì hoàng hà nương nương điêu khắc tượng thần khi nghe được tin này bạch lão quỷ vẫn còn bình tĩnh lắm hưng tôi biết ngay bọn họ sẽ đánh chủ ý lên cô vợ quỷ của cậu mà chỉ cần có sự giúp đỡ của cô ấy việc lấy phân thủy kiếm về đó là một chuyện không khó. Nhưng chắc lão già mặt dày sẽ không ngờ, dù cho lão đưa ra lợi ích gì thì Hoàng Hà Nương Nương cũng sẽ không động lòng đâu. Hoàng Hà Nương Nương có tượng thần, cũng chính là đã có trốn dung thân tại nhân gian, còn có thể tích lũy công đức tu hành, chú chắc chắn là cô ấy sẽ không động lòng sao. Tôi hỏi lại, nói nhảm nữa, ngay cả tôi cũng biết phân thủy kiếm có lợi cho cậu thì đương nhiên cô ấy cũng sẽ biết chứ, cậu đừng quên cô ấy là vợ của cậu đấy bạch lão quỷ nói một cách kiên định vô đối thế nhưng xã hội hiện đại đừng nói chỉ treo một cái hư danh cho dù là kết hôn sinh con cũng chưa chắc sẽ ở bên nhau cả đời tôi và hoàng hà nương nương trước mắt cũng chỉ có duyên gặp qua một lần cô ấy sẽ vì tôi mà bỏ qua chuyện tốt như thế này nếu đổi lại là tôi chưa chắc tôi sẽ làm như thế không phải con người tôi bạc tình mà là do thời đại này rất phù phiếm không ngoại tình thì cũng đã là chân ái rồi càng huống hồ chi giữa tôi và cô ấy không bao giờ được gọi là tình yêu Cổ tế đài tu sửa hơn 10 ngày đã xong, hôm Khánh Thành tôi có đến quan lễ, nhìn ra được tên họ vương đó thật sự đã tốn một vố rất đậm. Thông thường cổ tế đài được làm bằng đá cẩm thạch trắng, từ bờ sông đi xuống mặt nước uẩn uẩn khúc khúc dài hơn trăm mét, chi phí chắc phải hơn hàng trăm không ít đâu. Tượng Hoàng Hà Nương Nương đứng ngay thẳng ở giữa cổ tế đài, chân nhân lớn nhỏ, trên người là bộ đồ màu đỏ, kèm thêm miếng vải phủ đầu đỏ chót. Nhìn thấy miếng vải phủ đầu màu đỏ, bất giác trong lòng tôi lại trỗi dậy sự buồn bực khó tả, nhất là khi thấy hoa văn trên miếng vải đỏ thêu long phụng trình tường. Những tấm vải đó không phải chỉ chuyên dành cho tân nương sử dụng sao. Người đến quan lễ rất đông, trần quán chủ cũng có mặt. Tôi chen chúc trong dòng người chật trội, nhìn thấy tên họ vương đó đang nói chuyện với trần quán chủ, bên cạnh còn có một vị thanh niên mặt mà thanh mày tú đứng đó. Xây dựng tượng thần, những ngu dân ngu phụ mê tín muốn khấu đầu tế bái, nhưng lại bị người của vương ra ngăn cản, chỉ nhường đường cho người thanh niên đó một mình đi lên thắp bốn nén nhang nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi càng thấy hoài nghi hơn. Cũng không còn tâm trạng tiếp tục xem náo nhiệt nữa, tôi nhanh chóng chạy về nói chuyện này cho Bạch Lão Quỷ nghe. Lão Bạch nghe tôi kể xong liền giật cả mình, chú Bạch, tên họ vương đó muốn làm gì vậy, có vậy cũng nhìn không ra sao, hắn đang làm những gì chúng ta từng làm, cầu hôn vợ mi chứ còn chi nữa. chương 22, Vương ra cầu hôn 2, câu nói này của Lão Bạch nó kỳ kỳ sao á, nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá, Hoàng Hà Nương Nương nếu như đã nói cậu biết khuê danh của mình, chứng tỏ rằng trong lòng đã nhận định cậu là chồng của cô ấy rồi, tuyệt đối sẽ không gả cho người khác đâu. Bạch Lão Quỷ an ủi tôi, ai già, tuy rằng tôi đối với Hoàng Hà Nương Nương không có tình cảm sâu đậm gì, nhưng nghĩ đến có người muốn đánh chủ ý lên cô ấy thì trong lòng tôi rất là khó chịu. Nói như nào thì cô ấy cũng là vợ trên danh nghĩa của tôi, vương ra làm như vậy, chẳng khác gì xương mắc ngay cổ học, thân là đàn ông sao mà có thể nhịn được chứ, Nguyên cả buổi chiều trong lòng tôi khó chịu cực, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào cả. Ăn tối xong, tôi cùng với lão Bạch Trèo chiếc thuyền nát đến thôn Hạ Bá. Phối âm hôn đều được tiến hành vào ban đêm, tối hôm nay vương gia nhất định sẽ có động tĩnh lớn, thậm chí có thể tiến hành hôn lễ ngay trong đêm luôn cho rồi chuyện. Bạch lão quỷ tuy rằng miệng thì nói hoàng hà nương nương sẽ không gả cho người khác, nhưng vẻ mặt của ông cũng ưu tư trùng trùng có khác gì tôi đâu. Bây giờ đang là giữa mùa hạ, dọc bờ sông cỏ cây mọc um tùm, tôi cùng lão bạch đã xuống thuyền từ xa men theo bờ sông bơi qua phía cổ tế đài đợi khi khoảng cách đã gần rồi hai người chúng tôi ẩn mình trong bụi cỏ theo dõi tình hình trên cổ tế đài bên bờ sông tế đài không ít người ngoại trừ người của vương gia còn thoát ẩn thoát hiện các đạo sĩ của huệ tề quán chỉ là thời gian còn sớm nên họ vẫn chưa làm gì chú bạch tối nay hoàng hà nương nương sẽ hiện thân sao tôi nhỏ giọng hỏi bạch lão quỷ chắc chắn sẽ đến nhưng không phải chú nói cô ấy không đến tìm tôi là do bây giờ cô ấy vẫn không tiện, sao bây giờ người ta tìm đến, cô ấy lại hiện thân chứ? Tôi thấy hơi chát rồi đó, trước đó thật sự là dính phải một số chuyện phiền phức, không muốn liên lụy đến cậu nên mới không gặp cậu thôi. Bạch lão quỷ trả lời, phiền phức gì chứ? Tôi lại hỏi tiếp, chuyện này có liên quan đến âm ti, sau khi Hoàng Hà Đại Vương mất tích, âm ti bắt đầu nhúng tay vào chuyện ở Hoàng Hà. Nơi này gồm có 8 vị Đại Vương, nhưng Âm Ty chỉ kiếm được có bảy mặt hoàng hà lệnh, họ nghi ngờ cô vợ quỷ của cậu đã giấu cái lệnh thứ 8 đó đi. Hoàng hà lệnh thứ 8 thật sự bị hoàng hà nương nương giấu đi rồi sao? Đương nhiên là không, nếu như thật sự bị vợ cậu giấu đi thì cô ta đã làm hoàng hà đại vương từ sớm rồi, chứ làm sao có thể gả cho cậu làm vợ của cậu chứ. Liên quan đến chuyện hoàng hà nương nương gặp phải phiền phức, Bạch lão quỷ vẫn luôn chưa hé câu nào với tôi, nhưng khi nói với tôi sự thật thì ai ngờ đâu lại dính đến Âm Ty nữa chứ. Ôi mẹ ơi! từ lúc tạ lan tôi làm nghề vớt xác thế giới quan sớm đã bị bạch lão quỷ làm cho lộn xộn vụn vỡ hết còn gì nữa đâu mà khóc với sầu bây giờ âm ty cũng chơi luôn rồi vậy diêm vương cũng sắp tới rồi nhỉ nhớ đến diêm vương tôi lại nhịn không được nhớ lại sự việc phùng 9 năm diêm vương điểm máu huệ hương nói mùng một tháng riêng năm nay diêm vương ra chỉ điểm duy nhất một tên của tôi sau bạch lão quỷ lại nói huệ hương nói nhăng nói cuội nhưng khi liên tưởng đến trần thu cùng với trần quán chủ đều có nhắc với tôi về phùng 9 năm đó Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không dễ dàng đến thế, huống hồ chi Huệ Hương căn bản không có lý do gì lừa gạt tôi cả. Nghĩ không thông tôi cũng làm biến nghĩ, dù sao bây giờ tôi cũng đi theo Bạch lão quỷ rồi, lão ta có làm sao thì cũng không thể nào hại tôi được. Về sau tôi cũng có hỏi Bạch lão quỷ, nếu như ban đầu tôi không đồng ý theo ông làm nghề vứt xác thì có phải cuộc đời tôi sẽ đâu vào đó, sẽ như người bình thường sáng đi chiều về kết hôn sinh con rồi không? Lão Bạch liền nói chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, con người có thể tránh được thời tiết xấu cũng có thể tránh được người mình không muốn gặp, nhưng sẽ chẳng ai tránh được số mệnh của bản thân cả. Mà số mệnh của tôi, ngay từ đầu đã được người khác tính toán sẵn hết rồi. Thời gian trôi qua thật lâu, cảm giác ngâm mình trong nước không dễ chịu tí nào đâu, mũi thì nhiều, trong nước còn có mấy con đỉa hút máu nữa chứ. Cực khổ gồng gánh cuối cùng cũng đến chiều tàn, đằng sau trần quán chủ, người con trai mặt thanh mày tú lúc sáng cũng đã xuất hiện. Hắn ta mặc trên mình bộ đồ tân lang thời xưa, trước ngực còn cài đóa hoa to màu đỏ, nhìn có vẻ hỉ khí dương dương lắm. hóa thật sự tính đến đón dâu trực tiếp luôn à, ai cho hắn mặt mũi đó thế. Bạch lão quỷ nhịn không được lên tiếng chửi một câu, còn ai vào đây nữa, trần lão mặt dày đó thay. Tôi cũng cạn lời, lão mặt dày đó đạo hạnh ở trên bờ thôi, làm gì xuống tới nước được chứ, lại tưởng bản thân thật sự là vương bát thành tinh, thủy lộ nhị tê sao. Vị thanh niên đó cũng như tôi lúc đầu thắp nhang cho Hoàng Hà Nương Nương, nhưng kết quả còn thảm hơn cả tôi, nhang của tôi là sau khi thắp rồi mới bị dập tắt, còn hắn thì hoàn toàn không phải vậy. Xem ra Hoàng Hà Nương Nương đúng như lời Lão Bạch đã nói, rất xem trọng danh phận phu thê giữa tôi và cô ấy. Ngay lúc tôi tiếp tục quan sát, chuẩn bị xem Hoàng Hà Nương Nương làm sao và mặt của Vương ra, thì Trần Quán Chủ liền cầm thứ gì đó trong tay bước lên cổ tế đài. Sau khi nhìn rõ vật đó thì sắc mặt của Bạch Lão Quỷ lập tức thay đổi hẳn. Toàn mẹ nó rồi, tạ lan, vợ của cậu lần này e là sẽ bị người ta cướp mất thôi chương 23, không gả hai chồng một, nghe bạch lão quỷ nói thế, tim tôi cũng theo đó mà muốn vọt lên tới não. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong tay Trần Quán Chủ nhất định là vật vô cùng quan trọng đối với Hoàng Hà Nương Nương. Chú Bạch, trong tay lão là cái gì thế? Hoàng Hà Lệnh, đó là mặt Hoàng Hà Lệnh thứ 8. Bạch lão quỷ với vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Trong truyền thuyết, Hoàng Hà Lệnh được Hoàng Hà Đại Vương sử dụng trong việc điều binh di tướng, cai quản quyền thế tại sông Hoàng Hà. Nếu không có Hoàng Hà Lệnh, thì họ chỉ được xem là những con tinh quái ở hoàng hà mà thôi chỉ khi có hoàng hà lệnh trong tay mới có thể được xưng danh thần minh ngàn vạn lần không ngờ trần quán chủ vì muốn giúp phương ra đón dâu đến cả hoàng hà lệnh cũng chịu bỏ ra làm xính lễ luôn mới ghê đối với hoàng hà nương nương mà nói hoàng hà lệnh chính là món hời không thể nào chối từ chỉ cần có được hoàng hà lệnh cô ấy sẽ là hoàng hà đại vương một bước thành thần chú bạch trần quán chủ sao lại có hoàng hà lệnh kia chứ Tôi sốt ruột hỏi, năm xưa vị đạo sĩ đó truyền lại, việc này chắc chắn có liên quan đến trận Hồng Thủy hơn 100 năm về trước. Nhưng mà, trận Hồng Thủy khi xưa không phải là do Cửu Long phẫn nộ sao, rồi giờ sao lại liên quan đến Hoàng Hà nữa? Phẫn nộ con mẹ gì chứ, trận Hồng Thủy đó là do tám vị Hoàng Hà đại vương liên thủ gây ra đó. Khi Bạch lão quỷ kể tôi nghe về lai lịch của Đàm Cửu Long, lão đâu có nhắc đến Hoàng Hà đại vương gì đâu, bây giờ thình lình tòi ra trận Hồng Thủy là do tám vị Hoàng Hà đại vương gây nên? nghe xong muốn sai sầm mặt mày luôn đó trời không biết trong bụng lão còn chứa bao nhiêu bí mật nữa đây chỉ tiếc bây giờ không phải lúc kể chuyện bé nghe bởi vì tôi nhìn thấy mặt nước phía bên cổ tế đài đột nhiên có động tĩnh hoàng hà mùa hạ ếch và côn trùng kêu trong dòng bất tận sau đó chính là một làn xương trắng từ dưới sông trỗi dậy toàn bộ âm thanh bỗng chốc im bặt không còn động tĩnh gì làn xương trắng này ban đầu rất rời rạc phủ trên mặt sông hoàng hà giống như hơi nước vậy dần dần làn xương trắng bắt đầu ngưng tụ cuối cùng kết hợp thành hình hài một cô gái. Đến lúc thành hình người, càng lúc càng trở nên sinh động, cuối cùng đã trở thành một người mặc bộ đồ lụa gấm đỏ, một cô gái yêu kiều thất tha. Tuy khoảng cách giữa tôi và cô ấy rất xa, nhưng vừa nhìn tôi đã biết cô ấy là người phụ nữ tôi từng gặp khi lần đầu tiên đến tìm bạch lão quỷ. Là người vợ trên danh nghĩa của tôi Hoàng Hà Nương Nương. Tôi vẫn luôn nghĩ trong lòng tôi, cô ấy cũng không chiếm địa vị to lớn gì, thứ duy nhất tồn tại chính là danh phận phu thê mà thôi thậm chí danh phận của chúng tôi cũng không được xác định bởi vì màn âm hôn đó bị huệ hương làm cho gián đoạn hôn lễ còn chưa tiến hành xong cơ mà ấy thế mà khi tôi gặp lại cô ấy lần nữa trong lòng lại tràn ngập cảm giác thân thiết nhịn không được muốn đi đến cạnh để gần gũi ngoại trừ cảm giác thân thiết trong lòng tôi lại sộc lên sự chua chát nồng nặc nhất là khi tôi thấy cô nhẹ bước trên nước rồi bay lên cổ tế đài hôm nay cô ấy đến đây lại không phải vì tôi mà đến Tôi cưới Hoàng Hà nương nương chỉ đốt bốn nén nhang cùng với bốn cái dập đầu, mà vương gia lại lấy Hoàng Hà lệnh để làm sinh lễ, còn có trần quán chủ đứng ra làm mai. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ thấy bùn xỉn cỡ nào rồi. Nếu như tôi thật sự một lòng mến mộ cô ấy thì cái này dễ nói hơn, bởi vì người xưa có câu, dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang, ngặt nỗi tôi và cô ấy chỉ có duyên gặp qua một lần, không cách nào xem là động lòng được. Hoàng Hà nương nương bước lên cổ tế đài, tùy ý đứng một chỗ, dung mạo tuyệt sắc như dương liễu. Nở nụ cười kiều diễm, đã đẹp hơn vô số người trong nhân gian. Vị tân lang do vương gia tuyển chọn cũng trực tiếp ngây cả người, mà những người còn lại ở bờ sông, ngoại trừ các đạo sĩ ở huệ tề quán, không ai là không nhìn cô đến ngây dại. Mà cô ấy chỉ chú tâm nhìn vào tấm lệnh bài trong tay Trần Quán Chủ, đôi mắt long lanh tràn đầy sự khát vọng chiếm hữu. Trần Đạo Trưởng, người thật sự muốn lấy Hoàng Hà lệnh để làm xính lễ sao? Hoàng Hà nương nương cất lời, âm thanh vang vọng thánh thoát, như một làn gió xuân vừa lướt qua, có nghe cả đời cũng không thấy chán. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của cô ấy, nhưng khi mở miệng lại là nói về xính lễ của người ta dành cho cô chính xác. Trần Quán Chủ thản nhiên trả lời, Trần Đạo Trưởng có thể cũng biết, sông Hoàng Hà bây giờ đã không còn Hoàng Hà Đại Vương, nếu như ngươi đưa Hoàng Hà lệnh cho ta làm xính lễ, từ đây ta liền một bước thành thần, ngươi thật sự nguyện ý đưa cơ duyên hiếm có này trao cho ta. Hoàng Hà Nương Nương hỏi lại, chả sao cả, hoàng hà lệnh đối với ta là vô dụng nghe trần quán chủ nói thế trên mặt cô liền nở nụ cười cô ấy vốn đã rất đẹp cười lên càng đẹp hơn vạn phần không gì có thể sánh bằng nhưng khi tôi thấy cô ấy cười trong lòng lại cảm thấy nguội lạnh hơn vài phần đúng như những gì bạch lão quỷ nói với tôi vợ tôi e là sắp bị người ta cướp mất rồi trần đạo trưởng quả nhiên rất là hào phóng nực cười thay là địa thành hoàng gia trước giờ vẫn luôn nghĩ hoàng hà lệnh đang nằm trong tay tôi làm khó đủ điều, năm lần bảy lượt dẫn người đến tận cửa khiêu khích. Hoàng Hà nương nương đáp, chương 24, không gả hai chồng hai, cửu khúc Hoàng Hà, vạn lý trường giang, vốn không phải là việc của âm ty cai quản, lần này quả thật họ làm có chút quá tay, cho nên tôi mới đem Hoàng Hà lệnh thay vương ra làm xính lễ, cũng giúp cô như cá gặp nước dễ dàng đối phó hơn. Trần Quán Chủ lên tiếng, ngươi nói không sai, nếu như ta có được Hoàng Hà lệnh, đừng nói một thành hoàng bé nhỏ, cho dù là quỷ âm ti có đến thì chẳng dám làm gì ta cả. Nói như vậy thì, cô nương đây là đồng ý hôn sự này rồi. Trần quán chủ thấy Hoàng Hà Nương Nương động lòng liền thuận gió đẩy thuyền. Ha ha Hoàng Hà Nương Nương chỉ cười nhưng không đáp, xoay mình đi đến trước mặt của vị tân lang họ vương kia, nói với hắn, vương gia nhà ngươi có thể khiến Trần Đạo trưởng đem Hoàng Hà lệnh ra làm xính lễ, quả thật là dốc hết của cái đó, nhưng chắc không chỉ vì muốn cưới ta đơn giản như thế có đúng chứ. Vị tân lang đó vốn dĩ chỉ là một người bình thường, Tuy hắn bị vẻ đẹp của Hoàng Hà nương nương làm cho mê muội, nhưng cũng biết bản thân cô ấy vốn là một âm linh. Bị Hoàng Hà nương nương đến gần như thế, ngay lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, nhịn không được liền đưa mắt nhìn sang Trần quán chủ. Thấy Trần quán chủ gật đầu, hắn liền nhỏ giọng trả lời, "30 năm trước, phân thủy kiếm của gia tộc tôi thất lạc trong Đàm Cửu Long, xin Hoàng Hà nương nương ra tay giúp đỡ, vớt nó lên giúp chúng tôi." Nghe hắn nói dứt lời, sắc mặt của Hoàng Hà nương nương liền trở nên lạnh tanh. Chầm mặc một lúc cô ấy mới lên tiếng nói, nếu ngươi thật sự có thể cưới được ta, phân thủy kiếm đương nhiên là trách nhiệm của ta thay vương ra nhà ngươi lấy về. Tôi tất nhiên là nguyện ý cưới Hoàng Hà Nương Nương làm vợ. Chỉ tiếc là ta với ngươi không có duyên rồi, ta sẽ không gả cho người đâu. Không ai có thể ngờ rằng Hoàng Hà Nương Nương sẽ cự tuyệt ngay tức khắc. Điều này đã ám chỉ cô ấy đã từ bỏ cơ hội lấy Hoàng Hà lệnh, cũng từ bỏ cơ hội để trở thành thần. Mà cơ hội này sẽ không bao giờ đến lần thứ hai, từ đây về sau cô ấy sẽ vĩnh viễn không dứt bỏ được thân phận âm linh oán quỷ. Cô nương đây là không tin bần đạo sẽ giao hoàng hà lệnh ra sao? Trần quán chủ trầm giọng hỏi, Trần đạo trưởng là truyền nhân y bát của người đó, đương nhiên sẽ không dám dối gạt ta. Chỉ là, các người đã đến trễ một bước rồi, hoàng hà nương nương đáp, người đó trong miệng cô, chắc là muốn nói đến vị đạo sĩ năm xưa, hành tẩu thiên hạ đạo phái chính nhất mẽ nguy vũ. Vậy ý của cô là thế nào? Sắc mặt Trần quán chủ càng lúc càng khó coi. Phận nữ nhân không gả hai chồng, bảy chữ này vừa cất lên, khắp nơi đều tĩnh lặng. Trần quán chủ hiển nhiên không ngờ rằng Hoàng Hà nương nương lại đưa ra một đáp án như thế. Trong xã hội phong kiến, xung quanh tế đài hiến tế Hoàng Hà nương nương có không ít chuyện ma quỷ xảy ra, người sống bị đem làm vật hiến tế, ai sau khi chết không oán khí thấu trời đâu. Oán khí tích tụ nhiều, đến Hoàng Hà đại vương cũng chịu không nổi nữa, chỉ còn cách cho Hoàng Hà nương nương phối âm hôn để giảm bớt oán khí cho nên liên quan đến việc Hoàng Hà Nương Nương phối âm hôn cũng có rất nhiều lưu truyền trong nhân gian. Nhưng đây cũng chỉ là những chuyện trong thời phong kiến mà thôi. Xã hội bây giờ, ngay đến cả Hoàng Hà Đại Vương cũng không ai thèm cúng kiến, thì làm sao có chuyện Hoàng Hà Nương Nương gả chồng phát sinh chứ? Kinh ngạc là một chuyện, nghe Hoàng Hà Nương Nương nói mình đã có chồng, Trần Quán Chủ cũng đã quá rõ chuyện này không còn tình thế để xoay chuyển nữa. Ngay lập tức thu hồi lại Hoàng Hà lệnh, đen mặt bước xuống cổ tế đài nhìn thấy vị tân lang còn quỳ trên đất, liền gần giọng nói còn quỳ ở đó làm gì nữa. Đợi sau khi đám người đó rời khỏi, trên cổ tế đài chỉ còn lại một mình Hoàng Hà nương nương lẻ loi đứng ở đó. Tâm nghi cao lại, đơn thân chiếc bóng. Tuy hôm nay Trần Quán Chủ đã nói những lời ép buộc với cô, nhưng tôi biết nếu như từ chối hôn sự của vương gia thì nhất định sẽ gây thêm bao nhiêu phiền phức cho cô. Trước không nói bản lĩnh của lão già đó thế nào, chỉ dựa vào Hoàng Hà lệnh đó cũng đủ áp lên đầu của Hoàng Hà nương nương rồi. Mà lỡ như lão già đó đưa Hoàng Hà lệnh giao cho âm ty, vậy thì tình cảnh của Hoàng Hà nương nương sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Hoàng Hà nương nương đứng trầm mặc ở cổ tế đài hồi lâu, sau cùng cô xoay người nhìn về nơi tôi ẩn náu, nhìn tôi một cái, lại từ từ bước xuống sông hóa thành làn sương trắng biến mất, về đến nhà, Bạch lão quỷ cứ vô tình lại cố ý nhìn tôi chầm chặp Tôi bị lão nhìn đến mọc lông trong lòng, liền hỏi lão là nhìn gì nhìn dữ vậy. Ai già, cũng chẳng biết thằng nhóc nhà ngươi có gì tốt vậy mà có thể khiến Hoàng Hà nương nương vì ngươi mà cự tuyệt cả Hoàng Hà lệnh cơ. Bạch lão quỷ thở dài rồi nói, không lẽ vì nhan sắc của tôi, chắc có nhan sắc đó, nếu như cậu thật sự đẹp trai như vậy, sao 27 tuổi rồi vẫn ế chảy thay ra. Nè nha, chú Bạch, nhân gian bất sách, không mượn chú giới thiệu, thế chú nói là vì sao, không lẽ lại là vì thân thế thần bí của tôi chứ hả? Chả phải, thân thế của người được thiên cơ che giấu, Hoàng Hà nương nương không đoán ra được gì đâu. Thế rốt cuộc là vì sao chứ? Có thể là do giữa cậu và cô ấy thật sự vô tình lại có đoạn nghiệt duyên này. Nói chung, hôm nay cô ấy đối xử với cậu như vậy, sau này cậu dám phụ lòng cô ấy thì bạch lão quỷ tôi là người đầu tiên không tha cho cậu. chương 25, trưởng nhãn Phật gia một tôi hỏi bạch lão quỷ, Hoàng Hà Nương Nương từ chối hôn sự của vương gia, có khi nào đã chọc giận Trần Quán Chủ rồi không? Tuy chuyện này người ra mặt chính là vương gia, nhưng người cô ấy đắc tội lại là Trần Quán Chủ, Lão già đó muốn đối phó với Hoàng Hà nương nương thì đủ thứ biện pháp để làm. Cái này thì cậu không cần lo, trước lễ hạ nguyên đến thì lão mặt dày đó sẽ không hạ thủ với vợ cậu đâu. Bạch lão quỷ đáp, sao vậy? Tôi lại hỏi, cậu có biết lễ hạ nguyên là ngày gì không? Không phải là ngày thủy quan đại ách sao? Giải thích thủy quan đại ách là thủy quan đại đế, được thờ ở bên trái, là vị thần giúp người giải trừ tai ương. Hết giải thích, đạo gia có ba ngày lễ, Thượng Nguyên Thiên Quan tứ phúc, Trung Nguyên Địa Quan miễn tội. Hạ Nguyên thủy quan đại ách, tiết hạ nguyên này chính là ngày giải trừ tai ương. Đúng vậy, ban đầu vị đạo sĩ kia đúc tạo đầu rồng hoàng kim để bình định oán khí, chính là vào tiết hạ nguyên này. Cho nên khi mà chưa đến tiết hạ nguyên, lão già mặt dày đó sẽ không trở mặt với vợ cậu đâu, bởi vì lão ta còn phải nhờ cậy vào cô ấy nữa. Chú Bạch, ý của chú là, không lẽ tiết hạ nguyên năm nay, đàm cửu long sẽ xảy ra biến cố lớn? Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, bất luận tôi có đi lấp mắt sông hay không thì kết quả vẫn như thế. Lúc đầu vị đạo sĩ đó trồng xuống nghiệt nhân, bây giờ đã qua hàng trăm năm, đã đến lúc phải nhận ác quả rồi. Ngữ khí của Lão Bạch mang theo cảm xúc thương hại, tựa hồ như đã dự đoán được tương lai sẽ phát sinh ra chuyện khủng khiếp gì. Tôi hỏi Lão là sẽ có ác quả như thế nào, Lão lại không thèm nói cho tôi nghe nữa. Vài ngày sau, Vương ra lại đến tìm Lão. Lần này ngoại trừ tên họ Vương, phía sau còn có bốn bà Lão kỳ quái khiêng một cái kiệu mềm, Giải thích kiệu mềm là dạng kiểu phi tần hồi xưa hay sử dụng để di chuyển trong cung. Hết giải thích, bốn bà lão búi kiểu tóc gọn gàng tỉ mỉ, trên người mặc bộ sườn xám màu khói, chân mang đôi dép phải bố, nhìn cách ăn mặc hơi có mùi vị thời dân quốc. Kiệu mềm nạm kim khắc ngọc vô cùng tinh tế, các phụ kiện treo trên rèm cửa là ngọc phỉ thúy màu xanh lá của hoàng gia chính gốc, những viên ngọc phát ra âm thanh tinh tinh tang tang theo từng bước đi của các bà lão, nghe vui tai lắm. Sau này chúng tôi cũng biết được tên của hắn, hắn tên là Vương Hán Sinh, là gia chủ đương thời của vương gia. Bạch lão quỷ vừa thấy hắn là cao mày nhăn mặt, cho đến khi lão nhìn thấy cái kiệu mềm cùng với các bà lão phía sau, trong phút chốc liền thay đổi sắc mặt, lộ ra dáng vẻ rất cung kính. Tiếp xúc với lão bạch bao lâu nay, trong lòng tôi lão đã sớm không còn là người vớt xác dị hợm kia nữa, mà phải nói lão là một trưởng giả thần bí bản lĩnh vô cùng. Trước đây bạch lão quỷ chịu sự áp chế của tên mặt sẹo chẳng qua là gặp kịch làm trò thôi, mục đích chính là vì không muốn nhận mối làm ăn của tên họ vương kia. Nhưng nếu thật sự muốn đấu, người như Lão Bạch dùng khỉ nước giết không biết bao nhiêu ác linh kia, tuyệt đối không phải dễ dàng bị tên mặt sẹo ức hiếp vậy đâu. Nhìn Bạch Lão quỷ lộ ra vẻ mặt cung kính khiến tôi cũng giật cả mình, cho dù là khi Trần Quán chủ đến thì Lão cũng không đến mức như này. Cho nên tôi rất hiếu kỳ thân phận của người trong kiệu. Ngẫm nghĩ, không biết tên họ Vương lần này lại mời thần thánh Phương nào đến để thuyết phục. Vương Hán Sinh, người quả thật rất xem trọng Bạch Lão quỷ ta đấy. Lão bạch trước là bất mãn một câu với vương hán sinh, rồi xoay người đi đến trước kiệu mềm, cúi người thưa lời, Phật gia thân phận cao quý, bạch lão quỷ không thể ninh đón từ xa, có chỗ thất lễ, xin người lượng thứ. Nhà họ vương ta có cầu với ngươi, theo lý phải đến cửa thăm hỏi. Không mời mà đến, người phải cáo tội là ta mới phải. Một giọng nói dịu dàng truyền ra từ trong kiệu, cái danh xưng Phật ra mà dùng trên người của phụ nữ, tôi chỉ biết đến từ hy thái hậu thời nhà Thanh thôi. Sự hiếu kỳ của tôi đối với người trong kiệu càng tăng lên mãnh liệt. Giọng nói của người phụ nữ vừa dứt, hai bà lão đằng trước liền đưa tay vén rèm cửa phỉ thúy sang hai bên, tôi tất nhiên là đưa mắt không rời nhìn vào bên trong kiệu xem rốt cuộc là ai. Người đang ngồi trong kiệu là một cô gái trẻ, nhìn thì chẳng quá 20 tuổi đâu. Là da trắng tựa như một món đồ sứ tinh tế, trên người mặc bộ hán phục cổ điển còn có vài phần phong cách, đôi tay gấp lại ở phía trước, yên tĩnh như một bức họa thời xưa. Chỉ tiếc là tôi không nhìn thấy được đôi mắt của cô ấy, bởi vì đã có một sợi vải che mất đi đôi mắt đó rồi. Cô ấy là ai? Tôi hỏi nhỏ bạch lão quỷ. mươi 26, trưởng nhãn Phật gia hai Lão bạch trừng tôi một cái, nhanh chóng đưa tay bảo tôi im lặng đi. Phân thủy kiếm đối với vương gia nhà tôi rất quan trọng, lần này tôi đến cũng không phải vì muốn làm khó bạch tiền bối, chỉ là muốn nhờ ngài dẫn đường cho ta đi đến đàm cửu long một chuyến. Đàm cửu long là nơi cấm địa của thủy vực, Phật gia thân phận tôn quý, hà tất lại phải mạo hiểm chuyến này bạch lão quỷ mở miệng khuyên can thành hoặc không thành tôi cũng phải đến đó một lần cô gái nhẹ nhàng uyển chuyển nói xong từ trong tay áo lấy ra một bình xứ cổ hương cổ sắc không còn nghi ngờ gì chắc chắn trong cái bình đó có chứa món đồ rất quý giá bởi vì khi cô ấy vừa lấy ra thì vương hán sinh liền biến sắc mở miệng ra như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc không lên tiếng tổ tiên nhà họ vương có lưu giữ ba viên giao nhân lệ một viên ta dùng để định thần tịnh nhãn một viên đã tặng cho Trần Đạo Trưởng ở Huệ Tề Quán, còn một viên cuối cùng tất nhiên là dùng để làm thù lao dẫn dắt cho bạch tiền bối rồi. Tôi chỉ đoán trong bình xứ đó là vật quý giá, nhưng vạn lần không ngờ bên trong lại là giao nhân lệ một trong bốn món bảo vật dưới nước. Giao nhân lệ, tức là nước mắt của người cá. Sử sách cổ đại có ghi chép, Nam Hải từng có một loại người cá sinh sống, còn được gọi là giao nhân, một sinh vật thần bí thời đó. Truyền thuyết nói rằng giao nhân rất giỏi trong việc thiêu dệt, có thể chế tạo ra các loại tơ không bị thấm nước, mà nước mắt của họ sẽ hóa thành ngọc trai. Mỡ của giao nhân nhiên điểm cực thấp, một giọt liền có thể đốt cháy mấy ngày không tắt, trong Lăng Tần Thủy Hoàng chính là sử dụng mỡ giao nhân để thắp đèn trường minh. Cũng chính vì trên người của giao nhân đều là bảo vật, mới gặp phải tai họa diệt tộc trong thời nhà Tần. Thời xưa Tần Thủy Hoàng vì muốn tìm kiếm thuốc trường sinh, bồi dưỡng số lượng lớn phương sĩ. Thuốc bất tử khó tìm, vì muốn tìm cơ đối phó với Tần Thủy Hoàng đám phương sĩ này bắt đầu đánh chủ ý lên giao nhân ở phía Nam Hải. Lúc đầu chỉ là mưu đồ lấy tơ và giao nhân lệ thôi, sau đó hai thứ này bắt đầu cạn kiệt, họ liền mưu đồ sang mỡ giao nhân. Kết quả thì chắc mọi người cũng đã biết, giao nhân vì thế mà bị diệt tộc. Cũng chính vì thời hiện đại bây giờ ai cũng biết giao tộc đã không còn, mới cảm thấy rằng giao nhân lệ chân quý đến cỡ nào. Đến cả bạch lão quỷ, trong thời khắc này cũng đã lộ ra mấy phần kích động. Ngày mai 15 trăng tròn, đến lúc đó tôi sẽ trèo chiếc thuyền nát đưa Phật ra đến đàm cửu long một chuyến. Tôi còn nghĩ bạch lão quỷ sẽ mạnh miệng từ chối, dù sao thì hắn cũng nói rằng phân thủy kiếm đối với tôi còn có tác dụng rất lớn, ai ngờ vì sự mê hoặc của giao nhân lệ mà lão đã đồng ý mất rồi. Đợi đám người đó rời đi, tôi liền hỏi bạch lão quỷ cô gái đó là ai, tại sao lão lại phải gọi cô ấy là Phật ra, còn cung kính như vậy. Ai ra, bạch lão quỷ ta, không kính trời, không kính đất, không kính thần Phật, nhưng có một loại người ta không thể không kính bạch lão quỷ thở dài trả lời loại người nào cơ tôi hiếu kỳ hỏi thêm lúc trước tôi từng nói với cậu vị đạo sĩ hồi trước có thể nhìn thấy rõ mắt sông dưới hoàng hà hôm nay vị cô nương đó cũng có thể thấy được điều mà đạo sĩ có thể làm chính là nhờ vào đạo pháp thần thông bản lĩnh của cô ấy lại là từng chút từng chút đau khổ tột cùng mà tu luyện thành sự thống khổ đó cậu không thể nào tưởng tượng được đâu lão bạch từng nói biệt bảo nhân ngoại trừ bản lĩnh săn bảo vật cái quan trọng hơn đó chính là truy tìm bảo vật Đa phần thiên linh địa bảo, truy tìm bảo vật cần phải có huệ nhãn có thể nhìn thấu được bảo khí của vật đó. Vị cô nương hôm nay đến chính là trưởng nhãn Phật gia đương thời của Vương gia, địa vị cao hơn Vương Hán Sinh rất nhiều. Người được chọn làm Phật gia, từ nhỏ trong bụng mẹ đã phải sống trong mật thất không có ánh sáng, căn mật thất này ngoại trừ vàng bạc châu báu cái gì cũng chả có. Ban đầu những đứa trẻ được chọn sẽ nhìn không thấy bất kỳ thứ gì, nhưng lâu dần, vì khát vọng muốn nhìn thấy ánh sáng đã khiến đôi mắt của bọn nhỏ phát sinh ra biến hóa từ đó bắt đầu thấy được tia sáng yếu ớt của bảo khí. Đây là một quá trình rông dài, sống trong một không gian tù túng thật sự khiến tâm linh của con người trở nên điên loạn trong quần quải. Và do không nhìn thấy đồ vật trong thời gian dài, rất nhiều đứa trẻ vẫn chưa đợi đến lúc nhìn thấy bảo khí mà trở nên mù lòa vì thoái hóa thị lực. So với vị Phật gia thứ thiệt mà nói, kẻ điên loạn hay mù lòa cũng may mắn lắm rồi, chỉ ít họ không cần phải chịu đầy đọa bởi vì khi nhìn thấy bảo khí mới thật sự bắt đầu cơn ác mộng đôi mắt ngũ hành của con người thuộc mộc, mà bảo khí lại phát ra những tia kim khí. Trong ngũ hành sinh khắc, kim sẽ khắc mộc, vào lúc này sẽ có một nhóm người bởi vì bị kim khí làm tổn thương cặp mắt, không ngừng khóc cho đến mù lòa. Nhiều đây vẫn chưa xong đâu, đợi đến lúc những người mù lòa may mắn sống sót đã thích ứng với bảo khí, khoảng thời gian này sẽ bắt đầu phóng thích các bảo vật có thể hiển hóa đầy đủ hình hài con người trong mật thất. Ở quan ngoại có cách nói bé nhân sâm phải cột dây đỏ, Thật ra những món đồ lạnh tanh như vàng bạc châu báu cũng có bản lĩnh để hóa thành hình người. Người trong nghề sẽ nói đó là kim ngân đồng tử, ngọc kiều nương, châu báu tiểu muội, kỳ khí sử lang. Bảo vật có thể thông linh hiển hóa thành hình người sẽ bắt đầu có ý thức, phát hiện có người đang rình mò mình thì việc đầu tiên nó làm chính là tập kích người đó, mà bộ vị tập kích thì vẫn là đôi mắt. Nghe Bạch lão quỷ kể xong, tôi đã lặng thinh hồi lâu. Thật không ngờ, sau lưng một vị Phật gia đã ẩn giấu bao nhiêu đau khổ như vậy. Chả trách bạch lão quỷ sao lại cung kính cô ấy đến thế. Có phải cậu cảm thấy tôi bởi vì không từ chối được sự mê hoặc của giao nhân lệ nên đã đồng ý giúp họ rồi không? Nói xong lai lịch của vị Phật ra, bạch lão quỷ quay sang hỏi tôi. Ừm, um, tôi không trách chú, trần quán chủ vì giao nhân lệ đến nỗi hoàng hà lệnh cũng dám bỏ ra để làm xính lễ cơ mà. Tôi gật đầu nói, cuốn xéo liền, dám lấy ta ra so với lão mặt dày đó sao? Tôi lấy giao nhân lệ còn không phải vì cậu cơ à? Vì tôi giao nhân lệ có gì tốt cho tôi sao? Tôi lại hiếu kỳ hỏi. Không có tác dụng gì với cậu cả, nhưng lại có tác dụng rất lớn với vợ của cậu, hiểu chưa? chương 27, bắt đầu cửu tinh một Bạch lão quỷ nói, người thường phục dùng giao nhân lệ có thể định thần tịnh nhãn, nghiền nguyễn rồi bôi lên mặt có thể duy trì dung nhanh vĩnh cửu, người tu đạo có thể dùng để luyện đan tăng tuổi thọ. Mà đây không phải là điều quan trọng, cái quan trọng nhất chính là giao nhân lệ không chỉ là trí bảo đối với người sống, mà đối với âm linh cũng vậy âm linh vốn là linh thể hư vô phiêu giạt có được đạo hạnh mới có thể hiển hóa âm thân trong tứ bảo dưới nước long dương diên là vật trí dương giao nhân lệ là vật trí âm nếu như cho âm linh phục dùng giao nhân lệ không cần hao phí đạo hành để duy trì càng có thể dùng âm thân để đi lại trong nhân gian tôi vừa nghe lão nói liền lập tức phấn chấn tinh thần thế là tôi vội hỏi lão nếu như hoàng hà nương nương có thể phục dùng giao nhân lệ có phải là tôi có thể quang minh chính đại cưới cô ấy về rồi không bạch lão quỷ sáng ngay lên đầu tôi một phát đau điếng nói tôi có thể sống qua tiết hạ nguyên hay không còn chưa biết được vậy mà còn tâm trí nói chuyện tình trai gái ở đây ai già có nhiều chuyện tôi luôn giấu cậu đến nỗi muốn đau cả tim nhưng nếu như tôi mà kể cho cậu nghe thì tám phần đều sẽ có kết cục như trần thu vậy bạch lão quỷ thở dài nhìn tôi nói ờ chú bạch hay là chú đừng có nói ngày mai tôi vẫn còn muốn cùng chú đi gặp huệ nhãn của phật gia nha ha ha thằng nhóc nhà ngươi tim cũng lớn lắm đó không phải là tôi tim tôi lớn mà là trải qua bao nhiêu năm lãng tử sinh nhai ở quảng châu khiến tôi ngộ ra một chân lý sống cho hiện tại là trên hết người đi đường không định sẵn được bước đi của ngày mai có nhiều chuyện cứ nghĩ nhiều sẽ vô dụng vẫn là câu nói đó trốn không nhất định sẽ tránh được đối mặt không nhất định sẽ không qua được tối ngày hôm sau chúng tôi dựa theo lời hẹn cùng phật gia gặp nhau tại bờ sông thuyền nát của bạch lão quỷ rất nhỏ nhiều nhất cũng chỉ lên được có ba người cũng tức là tôi lão bạch cùng với phật gia